Điểm thứ năm, chúng tôi làm sự kiện bằng tiền minh bạch. Chúng tôi chưa bao giờ nhận tiền, sự ủng hộ, sự bao che, đỡ đầu bất kỳ một tổ chức, đoàn thể hoặc cá nhân chính trị nào. Những người nào mà nói rằng tụi con nhận tiền từ một hội đoàn hoặc đảng phái chính trị nào đó để làm sự kiện, xin hãy đưa ra bằng chứng. Hơn 10 năm qua, tụi con tổ chức những sự kiện riêng của Better Future for Kids Foundation, Áo dài Canada, Taste of Vietnam, Taste of Southeast Asia đến từ những nguồn tiền sau. Thứ nhất, tiền đến từ tiền thuê những chủ gian hàng. Thứ hai, tiền đến từ tiền tài trợ. Tất cả gian hàng và nhà tài trợ đều được công bố. Tiền bán hàng gây quỹ. Quan trọng nhất là tiền cá nhân, làm bằng mồ hôi nước mắt của những cá nhân trong ban tổ chức chúng con, cũng như là những anh chị em thiện nguyện viên, mỗi người góp công góp sức để cùng làm. Tụi con luôn tự hào làm việc quang minh chính đại, tất cả đều trên giấy trắng mực đen. Sự kiện Taste of Southeast Asia vừa qua là tụi con làm năm đầu tiên với chi phí khoảng 140.000 đô Canada. Sự kiện hiện đang lỗ gần 80.000 đô. Ở đây khoa xin xác nhận một điều. Những thông tin tài chính là những thông tin rất riêng tư. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ phải trả lời chính phủ khi họ có câu hỏi. Còn lại thì theo pháp luật Canada, chúng tôi không có trách nhiệm phải đưa cho ai coi. Tuy nhiên, lần đầu cũng như là lần cuối, để chứng minh cho sự trong sạch, chúng tôi quyết định công bố tất cả, để cho ai có một chút thắc mắc gì khi nghe những lời rêu rao của nhóm gây rối thì họ sẽ yên tâm là những lời rêu rao đó cuối cùng cũng chỉ là những lời vu khống, vô căn cứ, ăn không nói có. Cũng giống như Kelly, quý cụ ông bà anh chị em sẽ thấy trên màn hình là tất cả những con số đều khớp với bank statement và credit card statement, cho thấy là khoa đang gánh phần lỗ 25.031 đô Canada.
và đây là bằng chứng của con. Lần này, với Taste of Southeast Asia cũng không ngoại lệ. Con cũng bỏ vào tiền savings tiết kiệm của mình, làm bằng mồ hôi nước mắt, đi cày như bao nhiêu người khác. Tổng cộng là 26.043 đồng, để cùng góp phần với các bạn trong ban tổ chức để làm nên hội chợ Taste of Southeast Asia. Và phần tiền còn lại là những bạn khác trong ban tổ chức gánh. Con dùng số tiền này góp vào phần để tổ chức sự kiện không phải là cho con, mà để gây quỹ giúp cho những trẻ em nghèo và mồ côi trong chuyến đi thiện nguyện Mission Trip với Better Future for Kids Tết năm 2023. Nếu không có những nhóm gây rối này và những người tát nước theo mưa, mượn gió bẻ măng, phá rối, rêu rao tẩy chay sự kiện, phá hoại, dùng những chiêu trò gây áp lực cho những người xung quanh chúng con, những người tham dự sự kiện, thì có lẽ ban tổ chức không bị mất số tiền gần 80.000 đồng này. Và số tiền này đáng lẽ chúng con có thể dùng để xây hơn 30 cái giếng nước ngọt, hoặc có thể gửi hơn 200 học sinh nghèo được đi học, hoặc có thể xây được hơn 20 cái cầu cho những học sinh đi học mà không phải lội sông. Thành ra, nếu có những cá nhân nào rêu rao hay tin đồn trên YouTube nói với quý vị là tụi con nhận được tiền ủng hộ từ nhóm này nhóm kia, hoặc là chính trị này chính trị nọ, thì xin quý vị hỏi họ vui lòng đưa ra bằng chứng để chứng minh lời tố cáo của họ. Nếu quý vị có xem cái video này, thì xin quý vị hãy đưa ra cho những người mà đang tố cáo tụi con. Tụi con sẵn sàng đối chất đúng sai để chứng minh cho sự minh bạch của mình. Còn nếu tố cáo suông, không bằng chứng để thuyết phục người khác, hoặc là nghe người khác nói lại, nghe đồn, thì hãy dừng ngay. Canada là đất nước tự do, nhưng tự do ngôn luận cũng có những quy luật và hạn chế riêng. Quý vị đừng lạm dụng quyền tự do ngôn luận của mình để vướng vào những chuyện phạm pháp. Tội vu khống là xúc phạm danh dự của người khác. Ở những nước dân chủ đó là trọng tội, là một chuyện rất lớn. Mỗi người có mỗi cái miệng riêng, muốn nói gì là quyền của mỗi người. Nhưng có đúng hoàn toàn sự thật hay không thì lại là một vấn đề khác. Tố cáo người ta thì phải có bằng chứng cụ thể. Nếu không thì là vu khống, ăn không nói có. Dùng chiêu trò để tẩy chay người khác đang tích cực phục vụ cộng đồng. Không lẽ một sự kiện với nhiều người với tấm lòng muốn xây dựng một hội chợ vui xuân cho mọi người, họ tự bỏ tiền ra để làm, cái chuyện đó nghe khó tin lắm hay sao? Và không lẽ nếu tổ chức đó làm được thì nhất quyết tiền là phải đến từ một đảng chính trị nào đó hay sao? Chúng tôi công nhận rằng nhóm gây rối có nói đúng một chuyện, làm chương trình ở trung tâm International Center rất tốn kém. Chị bây giờ chị làm việc cho ai tôi không biết.
mà tiền ở đâu ra để mà chỉ thuê cái hội trường này, để mà chỉ tổ chức cái chợ này. Nhưng thưa quý vị, tất cả mọi người chúng ta đều biết là ăn buôn bán, và chúng ta hiểu rằng là cái chỗ này thuê nó bao nhiêu tiền một ngày nha. Đó, mình chỉ nghe vào đây từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 3 ngày, chưa có một cái người Việt Nam nào ở đây dám làm, và chưa có một cái thương gia nào ở đây. Cả mọi người chúng ta đều về tổ chức hội trợ, anh tổ chức được, tôi tổ chức được, nhưng mà trước khi mà chúng ta tổ chức, chúng ta nghĩ đến cái chuyện tiền ở đâu ra. À, tôi chỉ nêu lên câu hỏi trả lời cho quý vị, tôi không có trả lời cho quý vị. À, tiền ở đâu ra để mình làm cái việc này? À, ở đây 3 ngày mấy trăm ngàn, quý vị ở đây với cái số lượng khách như thế này thì quý vị có thể ước lượng được ở đây có bao nhiêu người, con trừ thì mới nói rằng là làm cái việc này có lợi. Còn người nào mà biết làm con trừ thì tôi không có tin rằng là người đó dám bỏ tiền ra làm cái việc này đâu. Như vậy thì cái cô Kelly đó có một tích cực thì tôi không biết trở lại. Tại vì chi phí rất là cao. Là lên tới cả ngàn người mà vẫn không lời được, mà những người những có như vậy là phải góp công, phải có gây quỹ để lo lương nhân, để mà có tiền để mà làm một vai trò. Và để trả cái chi phí này, một mình chúng ta liền có thể làm rất là hay mà mình muốn kiếm được đầu ra. Vì mình biết nhiều có một lần mà mình thấy cô Kelly làm một cái Việt Nam tại công tư và ở Đắk Lắk, nói là cô bị lỗ. Thì lúc đó mình biết cái chụp nó nhỏ như vậy là nó cũng hơi bị lỗ rồi. Ngày hôm nay cô làm suốt 3 ngày là làm 3 ngày như vậy, những cái như vậy thì làm nào cho nhiều người trong cộng đồng có đặt câu hỏi là mình không dám nói là mình đâu ra mà mình muốn hỏi mà tại để trả lời câu hỏi con đang làm việc cho ai và tiền từ đâu ra? Thì xin thưa, con làm cho tha nhân, con làm vì tha nhân, và con được tha nhân cùng đồng hành, chung tay với con để cùng làm. Buổi diễu hành và biểu diễn thời trang trang phục truyền thống dân tộc của 54 dân tộc. Mặc dù là người Việt nhưng mà em cũng không có biết hết được tất cả những cái trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam, mà nhờ cái buổi biểu diễn đó mà em biết được trang phục Việt Nam mình rất là đa dạng, rất là đẹp. Mình thích nhất là về cái chương trình những fashion show. Thì trong fashion show là mình có đến 3 hay 4 người thiết kế. Thành ra những cái tiết mục đó rất là đặc biệt. Trong cái quá trình mà em làm volunteer đồ thì em cảm giác là mình học được rất là nhiều thứ. Đặc biệt là em được có cơ hội tham gia được rất là nhiều event. Em cảm nhận được là trong những cái event luôn có những cái mục đích cao cả mà các anh chị và những cái người volunteer như em tâm huyết để làm nên những cái event đó. Em thật sự rất là khâm phục ở các anh chị, và làm cho em nhớ hơn nữa đó chính là cái sự nhiệt huyết và cái sự năng động của các anh chị trong đội ngũ. Thì cô nhớ lúc đó là rất là đông, các em trẻ cũng có, lớn lớn tuổi cũng có, mình có những cái trang phục của nước Việt Nam của mình hồi xưa, nên những cái chiếc áo dài, mình cũng có những cái trang phục và bản sắc dân tộc của dân tộc thiểu số. Nhưng mà cái mà cô cảm thấy rất là ấn tượng, rất là vui là các cái gian hàng mà food của mình đó thì xếp hàng rất là dài,
và trong đó là có những cái dân tộc bản xứ ở đây, Canadian, và một số những cái dân tộc các cái nước khác, người ta cũng xếp hàng dài để mà người ta đợi chờ để mà thưởng thức những cái món ăn đặc biệt của nước Việt Nam mình. Thì cái đó là cái ấn tượng rất là sâu sắc cho rất là sâu sắc cho cô đó. Trong những cái chương trình mà đặc biệt như thế này thì anh rất là mong muốn có được điều kiện để mà đánh cho những cái ca sĩ, hoặc là một ca sĩ hát được những cái loại nhạc để mà nói về dân tộc mình nhiều hơn, ví dụ nhạc dân ca hoặc là những dân tộc của những dân tộc anh em đại khái như vậy. Mình mong muốn là trong cái lần tới á, là mình có những cái phần coi như là vận động làm sao để cho các em trẻ đi để mà xem được những cái văn hóa người Việt, rồi nhạc của người Việt. Thì anh mong muốn là anh sẽ đánh được những nhạc đó để cho các em nghe, các em hiểu. Không riêng cho các em trẻ mà các bạn bè của em là những người ngoại quốc ở đây, họ đến, họ xem và họ hưởng ứng với chúng ta trong cái loại nhạc của chúng ta để mà phổ biến cái văn hóa của người Việt mình. I do want to see more collaboration with Vietnamese Canadians across the Canadian soil, specifically on the West Coast, as well as in the middle region such as Calgary or Alberta, and we want to propel and introduce more our Vietnamese culture into the Canadian mainstream. So that's what I want to see. For the next festival, I would love to see a more like diverse in eras and in the Vietnamese culture. So like more pop culture related, just so that we could involve more younger audiences to kind of bring them in and lure them in into learning more about our culture. Mai rất mong mỏi và Mai tin rất là nhiều trẻ em và cũng như cộng đồng mong mỏi cái sự trở lại của Taste of Vietnam một ngày gần đây. Những cái điều gì mà Mai mong muốn là có thể là nói thêm về, đưa thêm cái văn hóa của mình đến những người bản xứ, như là nếu mình có thể là incorporate vô những cái văn hóa về thơ văn hay là tranh vẽ hay là mấy cái đàn cù mà của Việt Nam mình, như là đàn tranh, đàn tỳ bà, cái sáo, những cái đó là những cái gì mà mình không có thường thấy trong những cái event. Being a part of the Vietnamese community, being a part as a family is really, really honorable. Living in Canada, preserving the culture is very, very important because we don't want to forget where we came from. We don't want to forget what our forefathers are, where our forefathers are from. And it's kind of also neat to be able to actually remember what your father's background is or your parents' background is. Hàng năm thì có rất nhiều người Việt Nam sang Canada, và khi chúng ta gìn giữ văn hóa của chúng ta ở đây thì các bạn Việt Nam đến sẽ không bị bỡ ngỡ, đồng thời là làm cho chúng ta bớt cảm giác nhớ nhà và làm lớn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở đất nước đa dạng văn hóa như Canada. Bản thân mình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu mình là người Việt Nam hết, bởi vì ở đâu cũng sẽ có người tốt, người xấu. Và mình thấy là Việt Nam mình đang dần được thế giới biết đến, đặc biệt là sau cái cơn đại dịch Covid-19 này. Và mình nghĩ rằng là bản thân mình cứ sống đúng, sống tốt, sống có trên, có dưới, sống biết cội nguồn của mình thì cũng là một cách giữ gìn văn hóa Việt Nam và quảng bá hình ảnh con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới rồi. Là một người đang sinh sống và đặc biệt là người trẻ nữa, thì cái việc mà giữ gìn và duy trì cái văn hóa của Việt Nam nó rất là quan trọng. Bởi vì văn hóa nó là tiếp nối giữa các thế hệ với nhau, thì tới cái thế hệ mà những người trẻ như Cường, thì đặc biệt là sống ở cái đất nước gọi là đa văn hóa, đa dân tộc, thì cái việc mà mình duy trì, mình phát triển đó thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy mình tự hào hơn là khi mình là một người Việt Nam. Thật sự là khi mà em đến cái chương trình được làm volunteer của chương trình Taste of Vietnam á, thì cảm giác của em khi mà từ sắp quầy đi lên đến cái chỗ để làm á, thì cảm giác như là em được về lại tương lai xương nhất của mình, và tự nhiên nghe được rất nhiều tiếng Việt, kiểu như là mình được về nhà. Thì em nghĩ là thực sự rất là mong thì tất cả những cái chương trình Việt Nam của mình, như Taste of Vietnam hay tất cả những chương trình khác, đều có thể được làm lại và làm hoài, để tất cả những người con xa xứ như tụi em á, có thể cảm giác được là ở xung quanh Toronto này vẫn còn một nơi gọi là tụi em có thể feeling là belong to nó. Cảm giác như là mình không phải cố gắng để nghĩ ra những gì mà mình cần phải nói một cách professional in English ở một cái tiếng khác, tiếng mẹ đẻ của mình,
Thì ở đó thì tụi em được là chính tụi em, được nói tiếng chính của tụi em. Thì cảm giác như rất là tuyệt vời và em mong là nó có thể tiếp tục gìn giữ như vậy. Well, first of all, I want to thank the volunteers. I want to thank Aozai Canada, Better Future for Kids, and everybody that have come together to do this. It was the first year of the event, but it felt like it had been running for 20. It was so well organized. I saw so many people that were there with big hearts trying to, you know, help people get everything going. It was so well done. And really, so much of what we see come from people who give of their heart, their love, and all of their time for nothing, just because they believe in a cause. Certainly, the fight against human trafficking is one of the most important issues that we all face. And so you could see that in the volunteers. They were so dedicated, and the people felt that welcoming of the event. So I, from the bottom of my heart, thank your volunteers. And I want to encourage everyone to volunteer, because volunteering is so important. It's so rewarding personally. I've been volunteering since I was in high school, and people, so many people do that, giving of their time. It is so important in building a better community, a better city, and a better world. So I encourage everyone to get out there, find the causes you believe in, give it your all, give all of your heart to it. And I thank your volunteers for doing everything that they're doing in the fight against human trafficking. And I can't wait to see them all again when the Taste of Vietnam returns. You know, it would be wonderful to be able to meet everybody, and especially everybody that's out there doing something positive for the community and bringing people together. I just want to tell you that your efforts are what make this city work. Your efforts are what gives us our flavor, what gives us our color, what makes us cosmopolitan, and what makes us a livable city in the world. And while we have our problems, you know, people look to us and they say, "Hey, Toronto, that's a livable city. It's a place I want to go and I want to stay and I want to raise a family." And part of the reason we are that is for people that actually give of their time to build community and beautiful expressions like this, cultural festivals around culture, around food, around pageantry. It's absolutely wonderful. And my thanks, my great thanks on behalf of Mayor John Tory and my colleagues at City Council to thank the dozens of volunteers that are involved with Taste of Vietnam. A government alone cannot run a prosperous, healthy, livable city. We need people to donate their time and their energy, their expertise and their wisdom, and that's what makes Toronto so strong. Making sure that we have an army of volunteers to help seniors, to help the disabled, to help the less fortunate, that's what keeps Toronto a very livable place. Một lời mà mình muốn nói đến các bạn volunteer, hơn 200 thiện nguyện viên volunteer cho Taste Việt Nam, đó là lời cảm ơn chân thành nhất. Một cái lễ hội, một cái chương trình, một cái tổ chức không thể nào thành công nếu không có sự đồng hành của tất cả mọi người, và đặc biệt đó là các bạn volunteer. Chính vì Kelly ở đằng sau hậu trường làm behind the scene, Kelly đã nhìn hết những cái quá trình mà các bạn đã bỏ công, bỏ tiền, bỏ thời gian. Nhiều bạn ở rất xa, phải đi bus cả 2-3 tiếng đồng hồ để đến. Và khi các bạn đến, các bạn mang một cái tinh thần, một cái năng lượng tự hào của dân tộc của mình, để chúng ta chia sẻ văn hóa của chúng ta, ẩm thực của chúng ta đến với các bạn trên thế giới ở thành phố đa sắc tộc Toronto. Cho nên chính vì Kelly ở đằng sau hậu trường, Kelly nhìn thấy những cái tinh thần của các bạn, thì Kelly rất là yêu và thương cộng đồng của chúng ta. Và Kelly rất vui được đồng hành cùng các bạn. Đó là cái vinh dự của Kelly, được chung tay đồng hành với các bạn để chúng ta quảng bá cái nét đẹp của văn hóa mình đến với các bạn trên thế giới. Thì một cái chương trình Taste Việt Nam lần đầu tiên, những người trong ban tổ chức cũng là các bạn thiện nguyện viên thôi, không phải là những người chuyên môn tổ chức về chương trình. Nhưng mà với lòng nhiệt huyết, yêu thương dân tộc của chúng ta và niềm tự hào dân tộc, các bạn đã cùng nhau nắm tay nhau để tổ chức lên một cái chương trình từ ban đầu trong vòng khoảng 4-5 tháng. Và đó là một cái sự thử thách, một cái gian nan, mà nhìn lại thì thấy rằng nếu không có tình yêu thương, sự hiệp nhất và sự đồng lòng của tất cả mọi người thì thật sự không thể nào làm được. Cho nên vì thế
nhìn thấy được những cái tinh thần đó, Kelly xin một lần nữa cảm ơn, kêu gọi và mong rằng các bạn cũng tiếp tục chung tay với Better Future for Kids và Outside Canada. Cái chương trình Taste Vietnam Festival không thuộc về cá nhân ai hay là một tổ chức nào, nhưng mà nó thuộc về tất cả mọi người, dòng máu Việt, để chúng ta truyền lại những cái văn hóa cho những con cái đời sau của chúng ta, và đồng thời cũng cho các bạn trên thế giới biết rằng cái nét đẹp của Việt Nam mình. Cho nên hy vọng rằng Taste Việt Nam Áo Dài Festival lần sau sẽ có rất là nhiều bạn cùng tham gia, cùng đồng hành. Các bạn thiện nguyện viên, các nhà sponsor, các nhà vendor, tất cả mọi người cộng đồng của chúng ta đến với nhau, không phân biệt bất cứ ai, để chúng ta cùng nhau để mà tổ chức một cái chương trình Taste Việt Nam Áo Dài Festival. Đó là cái niềm mơ ước của Kelly và tất cả các bạn trong ban tổ chức. Cho nên xin chân thành cảm ơn các bạn nào đã tham gia đồng hành, và Kelly cũng xin phép được kêu gọi các bạn mới hãy cùng chung tay với chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và mong rằng những kỷ niệm đẹp của chúng ta đã có, đã giữ lại gì đó trong trái tim của các bạn, và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày gần nhất. Xin chào các bạn. Người trong nhóm gây rối phóng to cho con, chứ con không có to tát như vậy. Con tài hèn sức mọn, chỉ có thể làm được những việc nhỏ bé. Những việc mà họ thấy đều là do tất cả thiện nguyện viên và quý ân nhân thầm lặng cùng chung tay góp sức, thời gian, tiền bạc để cùng nhau làm, với một lòng muốn xây dựng cộng đồng mỗi ngày mỗi lớn mạnh trong tình yêu thương và hiệp nhất. Nếu chúng ta làm vì cái tôi, làm vì mục đích riêng, thì có thể sẽ không làm được. Nhưng con khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc cái chung cho một cái dân tộc, cho một cộng đồng và cho tất cả mọi người, chỉ cần có đam mê, quyết tâm và sự chung sức của cộng đồng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng họ sai hoàn toàn khi nói rằng chúng tôi nhận được tiền từ đảng phái chính trị này kia. Không, đối với chúng con, chỉ cần có đam mê, quyết tâm và sự ủng hộ của cộng đồng thì chuyện gì cũng làm được. Riêng con, tuy chương trình này bị lỗ và con đang gặp rất nhiều khó khăn để trả tiền nợ, nhưng con vẫn hãnh diện, quang minh chính đại, làm với hết tấm lòng, cùng với quý cụ ông bà và anh chị em và các thiện nguyện viên trong ban tổ chức để làm nên sự kiện này, để có một nơi vui xuân và đón chào năm mới cho tất cả mọi người. Con không ngại và không hối hận khi phải hy sinh để góp phần xây dựng cộng đồng. Con không tốt lành gì, nhưng theo con nghĩ, con không có đầu óc kinh doanh nên không cần để dành tiền để mở tiệm làm chủ. Cuộc sống của con đủ ăn đủ mặc nên con không cần để dành tiền để mua sắm. Cuộc đời vô thường nên con không có chủ trương để dành tiền, vì chết đi cũng không mang theo được. Nhưng điều con biết là con muốn góp phần nhỏ bé của mình để hoàn thành sứ mệnh và lý tưởng của con cho cộng đồng và dân tộc con. Con muốn nhìn thấy cộng đồng con lớn mạnh, được tôn trọng ngang hàng với những cộng đồng quốc gia khác, để dân tộc của con không bị coi thường và ăn hiếp. Con muốn góp phần chia sẻ ngọn lửa yêu thương, tinh thần hiệp nhất và niềm tự hào dân tộc Việt đến với các bạn trẻ sinh và lớn lên ở hải ngoại, để các em không quên văn hóa và cội nguồn, đặc biệt là đồng bào và trẻ em nghèo của chúng ta ở Việt Nam đang cần sự giúp đỡ. Con mong muốn mọi người trong cộng đồng nhìn về một hướng chung, xây dựng một cộng đồng yêu thương, đoàn kết, vững mạnh cho thế hệ con cháu chúng ta sau này. Vì 20-30 năm sau, thế hệ của con chết đi rồi che già măng mọc, để các em tiếp nối những điều tốt đẹp về văn hóa, truyền thống và tinh thần dân tộc mình. Con không muốn nhìn thấy cộng đồng mình chia rẽ vì sự suy nghĩ khác biệt, cái tôi khác nhau,
chụp mũ, phá hoại hoặc tẩy chay nhau. Rồi cuối cùng những nhân tài đóng góp cho cộng đồng sẽ không còn nữa. Và thiệt thòi về sau vẫn là con cháu chúng ta sau này. Xin mời quý vị xem video số 6. Họ tiếp tục quấy rối sau sự kiện. Các bạn sẽ thấy rằng là không có buổi tiệc nào không tàn. Thật sự khi mà sáng tới đây thì rất là hạnh phúc và đón chào mọi người. Sau đó thì chương trình đã xong. Đây, anh Quý. Anh quay một vòng cho em xem. Okay. Đây, trang phục mới của anh Quý. Anh là ban nhạc Black Panic. Và lần đầu tiên làm việc với anh. Thì xin hỏi anh có thể chia sẻ chút xíu cảm nghĩ của anh tham gia chương trình như thế nào? Chương trình rất là vui và rất là có ý nghĩa. Coi như là một chương trình rất là hoành tráng và rất là thu hút mọi người đều vui vẻ tới giờ cuối. Mà ý nghĩa là đã vận động được mọi người để khuyên góp một chút đỉnh để ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Đó là lý tưởng đẹp nhất. Thì chúc cho chương trình được thành công và những người đơn chiếc ở Việt Nam có thêm được một mái ấm. Dạ, cảm ơn anh Quý. Được biết anh cũng cùng đạo đúng không? Cũng là công giáo. Dạ, thì theo em thường nói rằng là mọi sự có Chúa, phó thác cho Chúa thôi. Cho nên lúc đầu làm chương trình này vì làm gấp cũng khoảng 1.5 tháng, cho nên cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà quả thật rằng là Chúa an bài mọi sự. Cho nên ngoài sức tưởng tượng. Cảm ơn Kheo này nhiều lắm. Đặc biệt là lúc đầu thì cũng chưa làm việc và cũng không có dịp để mà dợt hết với ban nhạc và ca sĩ. Nhưng mà cuối cùng mọi người ăn khớp với nhau. Cho nên rất cảm ơn ban nhạc Black Panic đã đồng hành với Áo Dài Canada và Better Future for Kids lần này. Hy vọng sẽ có những cuộc hợp tác kế tiếp nha anh. Ok, cảm ơn Kelly. Dạ, chúc anh sức khỏe nhiều và giúp anh cởi áo. Ok, cảm ơn Kelly. Anh đánh đàn bao lâu chưa? Không, đánh từ hồi lúc còn nhỏ. Vậy cái này là đam mê. 11 tuổi là mình đi học cái này. Vậy này là đam mê rồi đúng không? Dạ. Dạ, mình đam mê. Dạ, tại vì cái này thì đương nhiên phải đam mê mới làm chứ không, không... Mất thời giờ nhiều. Mất thời giờ mà chưa nổi bị thức khuya, thức hôn rồi học giờ. Dạ. Cảm ơn các anh rất nhiều nha. Em có nói khoa chuẩn bị rồi cho nên tắt nữa đưa cho anh. Để anh gửi áo. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thank you very much. Dạ, cảm ơn nhiều cho áo da đẹp. Có lên Facebook bạn bè comment quá chừng. Dạ, cảm ơn anh. Không, em về em giặt lại không sao đâu. Đúng chuyện. Dạ, thank you. Thật sự áo dài Việt Nam mình đẹp cho nên ai mặc cũng đẹp hết đó. Dạ. Thì các anh chị thấy rằng sáng sớm nay thì mọi người đến để làm việc. Không ngờ một ngày qua rất là lẹ các bạn và không có buổi tiệc nào không tàn. Nhưng mà cái này nó kết thúc trong cái sự hạnh phúc. Hy vọng rằng những anh chị em nghệ sĩ, volunteer, tình nguyện viên mang về rất nhiều tình thương, ấm áp cho những sự hy sinh của họ. Trời lạnh nè, đi xa nè, cả ngày ở đây luôn. Cũng đuối, cũng mệt lắm các bạn. Và chưa tính là đau chân, nhức mỏi, rồi nhức đầu, rồi buồn nôn, hói mửa, tùm lum hết. Nhưng mà mọi người đến với nhau trong tình yêu thương. Và đây là
cái bằng chứng của Kelly cũng nói rằng là Kelly rất thương. Cảm ơn anh Đông, Kelly rất thương cộng đồng của mình. Cảm ơn anh Đông nhiều lắm nha. Okay, càng ngày hay như càng đẹp trai ra. Bye bye anh Đông. Thì Kelly xin phép là không có gì phụ dọn để Kelly quay những cái này, tại vì những cái này không ai quay hết á. Và Kelly muốn quay lại những cái hình ảnh này, là đây là những gia đình khán giả, mỗi người ở lại tới cuối, mà họ ở lại cuối không phải là chưa gì thấy hết. Chương trình nào mà khán giả ca sĩ xong hết rồi, khán giả ca sĩ gì kia vô nhào vô phụ hết luôn, quá trời quá đẹp phải không? Dạ. Tinh thần mọi người rất là ủng hộ. Dạ, tinh thần mọi người rất là đẹp. Bởi vì em cứ nói em thương cộng đồng là vậy đó. Dạ, người Việt chúng ta rất là đường bọc lẫn nhau. Dạ. Chứ mình kêu liền cũng mệt lắm, mình thấy ai cũng ủng hộ, ai cũng tới xuống. Cái này là tại vì mục đích. Bây giờ em bày sai cái không ai nghe đâu. Dạ. Dạ, anh gặp em ở đâu vậy? Trong hội chợ Tết. Dạ đúng rồi. Lâu lắm rồi. Dạ, lúc xưa em làm cái gian hàng ở trong nhà. Em bán bông bóng. Bông bóng, yes. Dạ. Không có nhớ. Dạ. Ở Sài Gòn bạc anh có gặp Kelly không? Chắc dạ đúng. Chắc không, tại vì em nghe tên ban nhạc mà cũng không chưa trực tiếp gặp anh. Dạ. Không, very good experience với ban nhạc rất là chuyên nghiệp. Dạ. Quan trọng là tới đúng giờ. Hả? Quan trọng là tới đúng giờ. Đó, tới đúng giờ 2 đúng. Giờ luôn. Rồi đây là con của anh Khang. Anh Khang làm là no, I'm just live streaming. Anh Khang làm là cả gia đình, vợ con, ca phụ luôn. Thì đây là tàn cuộc, nhưng mà mọi người đi với cái niềm hạnh phúc. Cho nên Kelly luôn nói rằng là chỉ cần chúng ta đến với nhau trong tình yêu thương đoàn kết, chúng ta đồng hành cùng nhau, chúng ta tổ chức chương trình, thì đây là cái cộng đồng mà Kelly rất là hãnh diện. Và còn rất là nhiều các anh chị em không có ở đây được, nhưng mà Kelly quay những cái behind the scene. Đây là anh Khang. Anh Khang là thường thường âm thanh đó, là người đi sớm về trễ. Cho nên anh Khang là anh làm âm thanh cho rất là nhiều chương trình của trong cộng đồng. Đó. Bên kia là Pablo. Pablo, thank you so much. Yeah. It's always, I just want to say after COVID, it's so wonderful to see you. All right. Yeah, you take care, okay? Stay safe. Đó, mỗi người một bàn tay, các bạn thấy không? Chị kiểu tại vì quá nhiều khán giả, nguyên đội ngủ luôn, thương quá chị thương. Không phải mai của chị, chơm của người ta đó. Bữa nay không có đồ nào, đồ mượn không có biển. Và đây là những anh chị em trước lại sau quen, khán giả coi xong ở lại giờ cuối phút phụ dọn dẹp luôn đó. Và giờ này cũng gần hơn 12 giờ rồi, mọi người rất là mệt, nhưng mà mọi người vẫn ở đây. Hai Nhung bơi tả chưa em? Tôi đang xấu chị đừng quay, chị quay chị đang đẹp ấy, chị quay không? Yes. Không có xấu đâu. Không, 10 giờ sáng, 10 giờ sáng, bây giờ là 12 giờ tối rồi. Chị Hương vẫn còn sống sót tới giờ này. Tại vì đã hứa. Tội nghiệp. Đã hứa với lại cái đó. Ủa này đi đâu? Cái này khổ xinh đẹp hạt kia. Thì hai Nhung. Ok, bữa nay Nhung là người cái vai trò mà làm chương trình, sắp xếp chương trình. Thì đương nhiên chương trình không bao giờ làm chương trình gửi 2 tuần trước, nhưng mà vào giờ cuối cũng thay đổi tùm lum. Yeah. Thì qua cái kinh nghiệm mà bữa nay gọi là stress test, có nghĩa là sao? Thử thách khả năng, em manage rất là tốt. Thì hôm nay gặp khó khăn gì mà em thấy rằng em thấy là stressful nhất? Cái khó khăn là chương trình nó không có chạy theo những gì mà mình đã đặt ra. Thì mình khi mà mình lên chương trình thì mình sẽ đặt ra rất là khít giờ, là một ca sĩ sẽ hát được bao nhiêu phút đó, hoặc là cái bài nói của thầy Châu sẽ được bao nhiêu phút đó. Thì khi mà chương trình diễn ra thì nó sẽ không như mong đợi, thì nó sẽ bị chặt thời gian đi. Thì cái đó là cái stress nhất, tại vì sẽ có người họ nói là tại sao mình trễ rồi mà sao mình phải
chưa được lên hát hoặc là mình chưa được biểu diễn thì họ sẽ hỏi mình nhiều, thì khi mà lại dồn lại thì sẽ có stress nhiều hơn. Vậy cách em giải quyết là làm sao? Hôm nay how did you handle the situation? Cách mà em giải quyết á là em đưa lời khuyên cho họ thôi, là ok bây giờ là những cái ca sĩ mà họ có thể họ đợi được á thì họ sẽ nhường mình, họ sẽ nhường ca sĩ sau lên trước. Thì đó là em nghĩ á, là cách mà em vượt qua thử thách á, là em có sự giúp đỡ của nhiều người nữa. Cảm ơn chị Mai rất nhiều nha. Thank you chị. Dạ cảm ơn cả nhà đã nhận lại phụ chứ. Bye Ngân, thank you. Thank you very much em. Ok, nghĩa là mình patiently mình giải thích đúng không? Thì mình mong sự thông cảm. Thì em nghĩ là cái chương trình này lớn thì cái sự thành công cũng đến từ nhiều người nữa. Đúng rồi. Nên mọi người thông cảm và thông em hiểu cho nhau. Người ta giúp đỡ mình và người ta cũng hiểu vấn đề của mình. Dạ ok. Em được giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn em, bữa nay là một mình cô bé nhỏ nhắn này chạy hết của chương trình đằng sau. Thì chúc mừng và chúc mừng em là mỗi ngày một hoàn thiện. Thứ hai nữa là qua thử thách thì nó không làm mình gục ngã, thì nó sẽ làm mình giỏi hơn. Đúng không? Ok. Cảm ơn Nhung rất nhiều. Đây mọi người đang dọn. Các bạn thấy không, mỗi người một tay là xong hết việc. Rồi Kelly. Hello chị Kiều Miên, bữa nay dễ thương quá trời, tất cả chú lo. Dạ rồi, thank you chị. Hy vọng là gây dựng xuất quỹ để giúp cho mấy ông sinh viên. Thì đối với em nghĩ rằng sau chương trình này, đương nhiên là mình gây quỹ nhưng mà nó không dừng lại chương trình này, nhưng mà qua đó nhiều người biết tới thầy hơn thì họ có thể giúp thầy trực tiếp. Cảm ơn sự đồng hành của chị và anh nhiều lắm nha. Dạ. Thank you chị. Rồi. Anh Khang. Sau đại dịch bây giờ mới gặp lại. Dạ bye anh Việt. Cảm ơn anh. Không làm gì hết, rồi chỉ chị là đủ rồi đó, nhờ những hình của anh mà nó lưu lại ngàn đời. Bye bye anh. Video live của con ở trên Facebook. Khi làm những sự kiện đã lưu lại những hình ảnh của quý ân nhân, những suy nghĩ và những người thầm lặng bên cạnh con. Cộng đồng chúng ta vô cùng yêu thương và đoàn kết nhau, có thể làm rất nhiều việc tốt đẹp. Trước tiên các bạn sẽ lấy các cọng dây thun. To be honest, yeah. So. Oh. You want to feel. Oh, well. Wow. All here. Yeah. Wait, see. Thì mình có thể nhét bong bóng vô trong này. Đó, thì mình đỡ phải. Cái này khi mà mình làm nó gọn lẹ và đồng thời khi mà mình tháo nó cũng lẹ luôn. Đó. Thì khi mà xong rồi các bạn sẽ thấy nó như thế này. Đó. Rất là dễ thương. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm mấy cái lăng quăng hồi nãy của Timothy á. Mình gắn vào. Ví dụ mấy cái này nè, mình có cái đuôi á các bạn, thì mình sẽ những tinh thần thiện nguyện vô vị lợi này chưa chắc gì có tiền có thể làm được hoặc mua được, mà đây là những sự hy sinh vô vị lợi của mọi người muốn chung tay góp sức để xây dựng cộng đồng mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Okay, yeah. Yeah. Cái đấy là cái basketball net của anh á. Anh trở về, anh trở lại. Ok. Nè thấy không, đẹp ba. Đẹp như lắm á, chụp hình rất là đẹp. Tại này ba chưa thấy nó trang trí xong thôi chứ, trang trí nhưng xong. Nhưng mà theo anh thấy cái này, những cái khung này đó. Cái khung này anh thấy nên gắn lá cây bông hoa xung quanh nữa, chứ không có để vậy không. Để không thấy đây, nó giống kiểu mà chứa thôi.
cái hình. Thành ra con cháu nghĩ là cái mua lá, dây lá quấn dây lông bông này da da thêm nữa vì nó đẹp chứ cái frame không thấy nó khô quá không che hết mấy cái frame này. Chú Sù ngủ, xin lỗi anh không dám nè. Con cho ba coi cái hình nè. Thấy mẫu chụp không? Chụp lên rất là đẹp. Chứ không phải, tại vì ba nhìn cái góc cạnh đó thì ba thấy xấu thôi nè, ba thấy nè. Đó, đẹp không? Cho nên thí dụ khi không, mà để một hai cộng lên đi. Để một hai cộng lên đi cho nó có màu một gì đó. Khi mà trang trí xong mà người ta đứng vô chụp như vậy rất là đẹp. Năm nay mặc dù mình xài những cái một hai cái mà xài một cái xương nhưng mà phải tân trang làm lên cho nó khác biệt năm ngoái, cái gì nó khác chút xíu chứ không có cái này. Anh nghĩ là phải nên để thêm mấy cái dây bông, mấy cái dây lá lên. Em có bãi lụa Dean có đem tới những cái bãi lụa đó ba, mình giăng cái bãi lụa đó nè, giống như cái màn á, cái nó gió bay gì cũng một cái hoa, một cái nơ trong cái qua bên này, cái nơ rồi xong rồi gió nó bay cái lụa đẹp đẹp giống như là cái cảnh màn vậy đó. Đó bà thấy mẫu chụp lên đẹp ghê chưa? Thấy không? Đâu có, thì... đâu có xấu đâu. Còn cái vòng vòng con cong nó đẹp lắm. Tại ba biết không? Đông người quá cho nên ba làm có một hai cái người ta ùa nhau, người ta chụp có hải đưa đứng xếp hàng rất là lâu. Cho nên mình để mỗi chỗ một góc nó có chia ra cái chỗ người ta đứng á. Để phòng ngờ mà gió mạnh nó thổi á chú. Mình học xuống dây mình có một sợi dây mình cột rồi, thí dụ như mà gió thổi thì mình cột xuống góc thì nó mới thổi. Cái dây nón ba cái nón dưới này kéo cục nặng nặng gì đó không lắc ha, còn cũng cần mình buộc vô. Hoặc là nếu mà em có cái gì mà lan can á, chuông ba đúng rồi, mua chuông hay chưa, anh mới là đẻ việc ra đó. Hồi nãy con chỉ đòi có cái nón lá thôi, cái trong đó con đẻ. Không, mình nhưng mà cái đó hay, để chuông len keng cũng dễ thương lắm. Dạ thì các bạn thấy đó, khi mà làm những cái này thì bao nhiêu cái sáng tạo có thể làm lên rất là những cái đẹp. Thì ba với anh Kiệt đang nghĩ để làm những cái trang trí, tại vì biết rằng những người khách đi dự Thế Việt Nam thì rất là thích cái văn hóa Việt Nam, thích chụp hình, thích lưu lại những cái hình ảnh với gia đình, cho nên vì thế ba và anh chị sẽ trang trí cái hậu trường rất là nhiều. Các bạn mới nghe là có những cái chỗ mà mình sẽ làm để mà có thể chụp hình rất là đẹp các bạn. Và đặc biệt năm nay á là chúng ta làm 2 ngày lễ hội cho nên ban đêm thứ 6 sẽ trễ hơn, cho nên sẽ có những cái lồng đèn Hội An nè, rồi có múc chỉ. Anh Kiệt mở cái map ra được không anh Kiệt? Để cho ba coi cái map á, tại vì ba phải cho con biết là những cái này ba muốn để ở đâu trong cái hậu trường để tụi con chừa chỗ á ba. Cái map của kia thì vô trong hả? Vô trong không sao đâu, sẽ tính á. Không tính mình tính trước cũng được. Dạ. Yeah. Tại vì phải muốn biết để góc nào. Cái khoảng cách là nhiêu, 30 hả? Cái khoảng cách của một cái vòng á hả? Là 30 inch nhân cho 12 phải không? 12 khoảng đúng không? Dạ. Yeah. Dễ dàng vậy. Cái mặn này chết thiệt hả anh ơi? Okay. Okay. Dạ. Dạ, chào. Cái này là cái gì vậy anh? Soy sầu riêng cây dẻo sashim, một trong những my signature dishes. Vietnamese love me for this. Ok, bye con. Bye. Have fun, ok. Anh nói lại cho nó là cái gì? Ok, ở trên đó là cây dẻo sầu riêng. Cây dẻo là có sữa, có sầu riêng, có trứng nha. Chút xíu bột gạo, mình hấp nó, rồi cái mình sơ với cái xôi nước dừa. Với lại cái shredded coconut trên thật. Anh gọi cái món này là soy sim, soy sim sầu riêng. Soy sim sầu riêng. Okay. Trong này có bao nhiêu calorie anh? I told you there's no calorie in my dessert. So don't count because you know you eat one spoon, it's the last whole day. Okay. There's good calorie, no bad calorie. Okay. Thank you. You have fun, okay? Mm.
là thổi thang ngang thổi dọc gì nó cũng quay thẳng rồi. Là thổi thang ngang thổi dọc gì nó cũng quay thẳng rồi. Thổi thẳng á, thổi thẳng. Yeah. Gió vô đây nè, nó yeah. Quay. Gió chiều này ở ngoài quạt kia kìa. Gió chiều này cũng quay. Quay dữ, quay chóng mặt luôn á. Nói chung là cái này trong chóng chiều nào nó không quay được hết á. Có chiều này ngược lại thì không quay được nữa. Cũng quay nè. Nó cũng quay à. Cũng quay. Nó gió. Ok. First of all, I'm willing to donate $25,000 as of September 30th. Okay, so that's the cap. If people right now you in debt $25,000. So if people donated, I'm matching $1 for $1. If they donated $1,000, I'm matching for $1,000. If they donated $2,000, I match you $2,000 up to $25,000. If they donated $25,000, I match $25,000. Cái tiền lời mình cho mấy em ở Việt Nam. Okay, so now if you collect $25,000, that people helping you to pay your debt, I donated $25,000, you can take that money, you donated to children in Vietnam. If people donated for you $12,000, I still donated $25,000, but you take $12,000, you know, around 18, half of that to cover your debt, and the remaining $12,000. Understand? Yeah. So we call matching $1 for $1. Yeah. So if you're good, you raise $30,000, I still give you $25,000. If you get, you ask for $10,000, I still give you $25,000. So you take that, you pay off your debt $25,000, and remaining donated to children. But that's it. I still give you $25,000 regardless how you do it. But the more you ask people, the better. And you can give them the receipt for that. Why did you decide to do this? Because that's my dream, to help people. My dream to help the kids, my dream to help people need help. Okay, that's what I do. Sorry, I'm very casual today, I'm low profile, but I do investment, so most of my fans know who I am. This is my hard working, hard money, and God give me what I have. Now it's about time for me to give back to my community and my people. Simple as that, and make my life happy. Yeah, em cảm ơn chị nhiều. God bless you, chị. Thank you. Vậy cho nên các bạn thông cảm, nhưng mà this is what it looks like whenever we do an event. And this is Sushi. Bình thường, dạ. Cảm ơn anh khỏe không? Sáng sớm anh Kiệt tới, anh Kiệt wrap cái rack. Tại vì hôm nay rất là cần các chị, các anh thiện nguyện viên. Nếu có thể được, hôm nay các anh chị không bận thì có thể giúp ban trang phục. Tại vì năm nay festival chúng ta là lễ hội áo dài festival, nên chúng ta muốn có những chiếc áo dài bay khắp mọi nơi ở ngay trung tâm tòa thị chính thành phố Toronto. Vì thế rất là cần nhiều bàn tay giúp để xếp đồ, ủi đồ, khâu đồ, tại vì có những cái nó bị đứt nút này nọ. Thì em thì mấy cái này em dốt lắm, cho nên em không có biết làm. Thì nếu các chị nào, anh nào mà có thể phụ được thì xin đến phụ một tay nhé. Thì anh Kiệt đang gáp lại. Hi Sushi. Năm nay anh Kiệt tham gia Chase Việt Nam thì anh Kiệt lo về bộ phận nào với anh? General labor. Đó, thì có nhiều người hỏi rằng là tôi có thể làm được gì. Thật sự cái gì cũng làm được hết các bạn. Và tại vì một cái chương trình lễ hội văn hóa thì nó quá là nhiều việc. Và cái việc nó lắt nhắt, việc nó cần sức các anh, rồi việc mà chuyên môn cũng cần. Cho nên mọi người một tay thì nó sẽ tốt đẹp hơn và nó cũng mau lẹ để mà làm cho nó kịp. Tại vì còn có 4 ngày nữa thôi là đến chương trình rồi. Thì các bạn nhìn cái nhà nè, cái nhà của người nó như là
là cái bởi vì ai tới nhà xấu hổ lắm các bạn, nhưng mà phải chịu thôi chứ không còn cách khác. Thì here is anh Nhật. Thì for this whole journey I can feel that anh Nhật is with us, guiding us and watching over us. So that's anh Nhật right there. I believe that he is always with us no matter where he is. So we will miss you very much this year, and we will always have you in our hearts. Năm nay chúng ta có áo dài Canada cho nữ, tại vì bà nam, là tại vì năm nay áo dài Canada có hội áo dài Canada có làm trang phục cho nam nữa, tại chúng ta sẽ đi diễn hành, cho nên rất là cần các anh model. Đây là Khoa, sáng sớm anh Khoa và anh Kiệt ra để mà phụ. Hai Khoa, lần này Khoa tham gia Taste Việt Nam thì Khoa có thể cho biết là Khoa lo về cái gì không Khoa? Lo về tiền bạc tử quỷ. Không biết có mình có nên share cái gì không? Mình cứ share đi không sao hết, tại vì cái tin này nó rất là vui, tin vui nhất trong năm, không phải tin vui nhất hồi nào tới giờ, là tại vì hồi nào tới giờ là tin buồn, tại vì Kelly với anh Nhật lo, không, đặc biệt là Kelly, lỗi là Kelly, Kelly lo cho nên hồi nào giờ nó là tin buồn, nhưng mà năm nay nó là tin vui, cho nên Khoa cứ share. Rất hân hạnh được và rất vui mừng được chia sẻ với quý khán thính giả là năm nay thời điểm này hiện tại, nếu mà Taste of Việt Nam phải trả hết tất cả các chi phí còn nợ cho năm nay và thu vào hết tất cả những nguồn thu mà chưa nhận được, tức là cái thời điểm này nè, nói theo tiếng Anh tức là tất cả những cái revenue mà mình collect hết và những cái liability, những cái expense mình pay hết, là thời điểm này chúng ta đang profit $2,000. Yay! That is amazing! Chứ hồi nào giờ? Nói anh Kiệt cũng mắc cười cho một sự kiện lớn như thế này mà make profit $2,000 thì nó quá là nhỏ bé, nhưng mà... Shushu, cái này là the big deal nha. Hồi nào giờ em làm the budget. Là các bạn, nếu các bạn consider 2019 mà chúng ta lỗ gần 40.000 thì đây là một con số, đây là một cái improvement. Hơn 45.000 improvement, thành ra it's a big deal. Cảm ơn quý thuyền viên. Đương nhiên là những con số cuối cùng mình phải làm, ví dụ như những cái material mà mua cho cái decoration với là làm thuyền, làm trong trống này kia, thì tụi mình mới chỉ estimate thôi, tụi mình estimate tổng cộng là 15.000 hay gì đó. Đó là những con số estimate thôi. Nhưng mà khi mà đương nhiên là khi xong event rồi thì Khoa sẽ sit down với lại những người giống như là anh Kiệt hoặc là team leader của cái Windmill Tunnel là chị Vi Ngô để mà get the exact number. Thì lúc đó mình mới có những cái con số chính xác để mà report lại với quý khán thính giả. Nhưng mà hiện tại như bây giờ lấy con số estimate là chúng ta đang over $2,000, so hopefully it goes up from there. That is great news. Cái này là phải chia sẻ với các bạn, nó nửa vui nửa thật và nửa vui nửa thật. Tại vì hồi nào giờ thì trước đây á là Kelly lo chương trình thì Kelly lo budget. Ủa, xong rồi hả anh? Không, anh phải chạy lên lấy thêm một tuần nữa, hình như thiếu. Oh, okay. Như vậy là chưa xong đúng không? Okay. Thì nói thật với các bạn rằng là cái này là một tin rất là hạnh phúc cho cả ban tổ chức và đặc biệt là cho Kelly, tại vì hồi nào giờ thì Kelly lo đó là chưa kể những nguồn thu chưa estimate được. Ví dụ như năm nay chúng ta có chị Teresa Thúy Lê là đang lo gian hàng bán. Và nói là mình không muốn nói trước quá nhiều, nhưng mà đại khái là mừng những hoa rất là phong phú và những cái hoài bão, những cái plan nó rất là to lớn, thành ra mà
Tuy nhiên là những con số đó là future number, mình không thể nào mình tính vào được. Thành ra bây giờ, for now, it's zero. Nhưng mà chúng ta có niềm tin vào chị Thúy và cái team behind chị Thúy. Cũng như là chị Thúy rất là generous, rất là thoải mái và rất là yêu quý các thiện nguyện viên, quý thiện nguyện viên. Thành ra năm nay chị Thúy sponsor 4 cái lều cho thiện nguyện viên nghỉ ngơi, chả làm gì hết, vô đó ăn ngủ nghỉ. Không ngủ, ngay hội trường không ngủ được. Nghỉ thôi chứ không có ngủ. Đại khái là chúng ta năm nay có chị Thúy giúp đỡ vào cái khâu chăm sóc quý thiện nguyện viên. Và khi chúng tôi nói quý thiện nguyện viên thì nếu các bạn đang coi video này, các bạn biết bạn là ai. Thiện nguyện viên, help labor, help clean up hội trường, model, singer, dancer, performer. Rồi tất cả những bạn mà vô danh mà show up on the day of no registration, no nothing, but you just want to help because you care about us. You are all our volunteers and you are welcome at our volunteer booth and volunteer resting booth. Yeah. Yes. So thank you so much, Khoa. That is a great, great news. And các bạn có biết không? Cái này là một cái tin rất là hạnh phúc và lên tinh thần cho tất cả mọi người và đặc biệt là cho Kelly. Là tại vì hồi nào giờ như Kelly chia sẻ rằng là Kelly rất là tệ về tiền bạc, quá tệ chứ không phải hơi tệ nữa. Thì mỗi lần mà làm chương trình á thì một là lỗ là nhiều, chứ què vốn thì may lắm là què vốn thôi, nhưng mà hồi nào tới giờ làm là lỗ. Nhiều quá đừng có đóng. Một là lỗ, hai là què vốn, nhưng mà phần lớn là lỗ. Nhưng mà năm nay thì thật sự tạ ơn Chúa và anh Nhật phù hộ là cho tới hôm nay. Hôm qua là người last vendor sponsor đã vô, tuy nhiên vẫn cần rất là nhiều sponsor nữa, và cũng còn nhận những vendor nữa. Nhưng mà cho tới giây phút này thì chương trình đã break even các bạn. Kelly không nhớ con số mà chương trình này là hơn 150.000. Và tại vì chi phí quá là mắc các bạn. Và sau dịch á, cái gì nó cũng lên, cái gì nó cũng mắc. Mà đặc biệt khi mà làm ở nơi trung tâm tòa thị chính thành phố Toronto City Hall thì cái số tiền nó còn mắc hơn là những nơi khác nữa. Đơn giản là ngay trung tâm luôn. Cho nên vì thế cái chi phí thì không thể nào mà tránh được. Nhưng mà vì cái nơi đó là cái nơi thích hợp nhất và tốt nhất để mà chúng ta quảng bá cái văn hóa Việt Nam mình, và chúng ta thu hút được không biết bao nhiêu sắc tộc, bao nhiêu người du khách ngay cái trung tâm tòa thị chính đó. Cho nên vì thế ban tổ chức mới chọn cái nơi đó để làm cái festival này. Và vì mục đích quan trọng hơn nữa là muốn là tiếng nói để chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em, thì cái này cần sự hỗ trợ của chính phủ. Thì vì thế dù cho nó có mắc thì Nathan Phillips Square, City Hall, trung tâm tòa thị chính Toronto là cái nơi mà thích hợp nhất để làm cái chương trình này. Cho nên cái chi phí nó khủng khiếp, nó cao các bạn. Thì lúc đầu thì dù cho biết rằng nó cao như thế, nhưng mà Kelly nói với các bạn chúng ta cứ làm đi. Rồi xong rồi phó thác cho Chúa. Thì thật sự khi làm cái này các bạn, cái niềm tin đó, nó quan trọng lắm. Là tại vì con người mình nó yếu đuối, nó mỏng giòn mà. Nếu mà không có đức tin, không có cái nơi để mà mình dựa cái tâm hồn của mình, thì thật sự rất là dễ bị gục ngã và bỏ cuộc. Đơn giản là có nhiều thiện nguyện viên, không phải rất nhiều thiện nguyện viên đã không ngủ đủ, mệt cả mấy tháng nay. Mà các em nhìn các em á, các em muốn đuối, muốn gục ngã, muốn xỉu luôn.
nhưng mà các em vẫn đi tiếp, các em vẫn có cái năng lượng để mà đi tiếp và có cái tinh thần để tiếp tục đi mà không bỏ cuộc nữa chừng. Thì thật sự cái đó Kelly không thể giải thích bằng cái gì hơn. Riêng Kelly không nói những bạn khác đâu, tại vì Kelly là cái người yếu nhất trong team, bệnh đủ thứ bệnh rồi sức khỏe lên xuống. Nhưng, cho nên chính bản thân Kelly làm mà Kelly nó thấy nó quá sức của Kelly, huống chi là những các bạn khác mà vừa phải làm job, hai job và có công việc riêng của họ rồi chuyện gia đình là tùm lum hết, nhưng mà họ cũng bỏ công bỏ sức thời gian để mà họ làm. Thì người ta nói là sức người có hạn, và những lúc mà mình đi quá sức của mình thì thật sự phải có ơn trên, phải có bàn tay nào đó hơn chúng ta để giúp cho chúng ta. Thì Kelly là người Công giáo cho nên Kelly có cái đức tin là Chúa đồng hành. Thì qua những cái chương trình này và trong vài tuần qua thì Kelly nhìn thấy được Chúa đồng hành cùng tất cả mọi người. Chúa ban cho mọi người cái sức, cái niềm tự hào, cái lòng, cái kiên trì để mà các bạn tiếp tục trong những lúc mà gặp khó khăn. Và nói thật với các bạn á, khi mà chương trình này xong, Kelly sẽ ngồi kể ra những cái khó khăn. Tại vì Kelly kể ra để cho các bạn thế hệ sau, sau này các em làm, các em sẽ hiểu được những anh chị đi trước làm nó như thế nào để các em rút kinh nghiệm, các em chuẩn bị tâm lý để khi mà các em gặp những cái này các em không có hoang mang, không có bỡ ngỡ. Tại vì mình không trải qua thì mình cứ nghĩ mọi sự nó đơn giản, và khi mà mình gặp phải cái công việc khó khăn á thì mình lại buông xuôi, mình bỏ cuộc. Cho nên vì thế nếu mà mình biết được trước được cái việc thì mình đỡ phải sốc, đỡ phải shock hơn. Thì đây anh Kiệt đang ủa sao vậy anh? Quay. Em nghĩ là mình cần hai cái luôn, hồi nãy cái kia ok rồi. Không, em chỉ cần anh để đó để cho mẹ với các bạn máng lên tạm thời đi. Tại vì không đủ đâu, cái này nó yếu lắm. Cho nên thà có hơn không anh cho. Tại vì để tùm lum dưới đất như vậy á, không biết bộ nào ra bộ nào, cho nên anh cứ cho lên là để em máng. Anh cần thêm cái gì? Anh cần thêm cái gì? Nếu mà anh cần thêm cái rác á thì đây có nè. Cây support hả? Đây, cái này có phải không? Em có nhét trong đây nè. Cây đó đó. Okay. Các bạn nhìn thấy cái nhà thấy khủng khiếp không? Đồ tùm lum. Nhưng mà what can we do? Tại vì it's a festival. The house is like a pigsty and it's just like I feel embarrassed to have people come to the house, but you know, this is what happens when you do a festival, and this is just like 1/10 of the stuff. There are decoration stuff at my dad's house, there are other stuff at other people's house, so it's just crazy. And for sure we're gonna need a lot of volunteers and manpower to help bring all of these stuff to the square, the Nathan Phillips Square. So what I was saying is, thank God, this year I'm not taking care of the budget. The we are at an even mark. Like this is like making history for me. Like, as you know, before when me and Anh used to do this, this is not our career. We're not accountants and we didn't know how to budget plan. And when we did our previous year's festivals and galas, it's always either break even or at a loss. Like if we break even, that's like the most like luckiest thing. And it wasn't even like
by plan. But thank God, this year, so this year, the team says, Kelly, you're not budgeting. You're not gonna touch anything accounting. So because of that, I let the team decide on the budget, on the cost, manage it. And in the end, at this moment, we are at a break even with a $2,000 profit so far. And I was told that this $2,000 is gonna fly by just because they're gonna be budget last minute. There's gonna be pop-up cost last minute, but to me that's okay, because before in 2019 at our festival, on the day of the festival, I was notified that we are at a loss of $47,000. So this year is a huge improvement, and I just want to say thank you to the team and all of the vendors, sponsors, everyone who is supporting. If you're watching this live stream or reading my post for the past month, you know who you are. And this is definitely a community festival. Because why? Because everyone in the community who are helping in this festival are just regular people like you and I. We are not professional planner, event coordinator. We don't do this for a living. But everyone come together. They learn how to do these stuff. If it needs to be done, they research, they work it out. And you know what? This is what the meaning of a community festival is that we doing it together. Cho nên hôm nay Kelly mới được Khoa báo. Khoa là cái người lo về budget. Tại Khoa làm về nghề kế toán. CPA thì Khoa rất là giỏi về số má này nọ. Thì đối với Kelly thì Kelly dốt toán nhất. Cho nên vì thế Kelly nhìn con số là Kelly chóng mặt rồi. Nhưng mà Khoa cho biết rằng cho tới ngày hôm nay thì cái budget mà đã đưa ra từ lúc đầu thì đã được break even rồi. Và đang được lời 2,000. Cho nên lời 2,000. Cho nên vì thế Kelly rất là mừng lắm các bạn. Thật sự tạ ơn Chúa, cảm ơn anh Nhật phù hộ. Kelly cầu nguyện không biết bao nhiêu. Thì từ đây cho tới festival sẽ còn cần nhiều sự hỗ trợ, sự giúp đỡ. Tại vì tất cả những gì mà team có thể làm là đã làm hết sức rồi. Và cũng sẽ hết sức làm cho tới ngày cuối. Thì từ đây cho tới Friday là chạy như giặc để mà lo mọi sự. Và xong một cái ngày bận rộn thứ sáu thì làm thêm ngày thứ bảy nữa. Tại vì hôm nay chương trình là 2 ngày lận. Cho nên xin quý ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho team. Để mọi người không bị xỉu nửa chừng hay là không bị đuối nửa chừng. Tại vì đây là một cái sự thử thách rất là lớn. Tại hồi nào giờ những bạn trong team á làm chương trình vài tiếng hay là một ngày là tối đa rồi. Chưa bao giờ chạy một cái festival lễ hội mà làm 2 ngày hết á. Cho nên năm nay là thật sự thử thách cái sức của tất cả mọi người. Cho nên xin các bạn, quý ông bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho những người trong team nhé. Và mong rằng qua cái lễ hội Taste Việt Nam này, chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn. Chúng ta tạo được một cái tình thân của một cái community, một cái cộng đồng. Chúng ta mang được cái văn hóa Việt Nam mình đến cho tất cả mọi người trên thế giới đa sắc tộc ở đây. Và cái điều rất là quan trọng, và đó là cái niềm hy vọng của Kelly, rằng chúng ta thu hút được giới trẻ, người nước ngoài cũng có, mà đặc biệt là con cháu dòng máu Việt của chúng ta, những em sanh lớn lên ở đây mà hồi nào tới giờ không có tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam hay là tham gia những chương trình văn hóa Việt Nam. Mong rằng cái chương trình này có thể là một cái gì đó mà khơi lại cái ngọn lửa yêu dân tộc trong lòng các bạn, để các bạn, tại vì giới trẻ rất là giỏi các bạn, các em rất là
thông minh, sức khỏe, điều kiện các em rất giỏi. Cho nên nếu mà có các em giúp, đồng hành, đóng góp và tham gia để mà giúp cho cộng đồng mình thì Kelly tin rằng vài năm sau, tương lai của cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở thành phố Toronto nói riêng sẽ rất là lớn mạnh. Chúng ta sẽ có tiếng nói, cộng đồng của chúng ta sẽ được nhiều cái benefit hơn. Chúng ta sẽ có nhiều Kelly không biết giải thích như thế nào, nhưng mà trong một cái thành phố Toronto thì là đa sắc tộc, thì những nhà nước luôn hỗ trợ những cái cộng đồng nào mà họ active, họ nỗ lực, họ dấn thân vào cộng đồng, thì chính phủ Canada họ rất là có nhiều những cái điều kiện, cơ hội cho những cộng đồng sinh hoạt ở trong cái đất nước này. Người ta nói là Canada là đất nước of opportunity mà các bạn. Cho nên khi mà chúng ta sinh hoạt, khi chúng ta có đoàn kết với nhau, chúng ta cùng đến với nhau để build cái cộng đồng của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có được cái sự hỗ trợ của government. Và đó là cái tương lai mà chúng ta muốn cho con cháu chúng ta. Kelly tới đó chắc chết mất tiêu rồi. Nhưng mà Kelly rất mong rằng Kelly muốn thấy cộng đồng mình mạnh hơn, có nhiều cái quyền lợi hơn, để cho con cháu chúng ta có cái điều kiện ở nơi đất nước Canada này, để các em có thể bảo tồn, gìn giữ cái văn hóa Việt Nam của mình. Thì Taste Việt Nam, tất cả thiện nguyện viên, ban tổ chức không thể làm được những điều này nếu không có sự đồng hành của tất cả anh chị em, nhất là các anh chị đi trước, các anh chị giỏi về tính toán business này nọ. Kelly thì chỉ biết cắt tóc, chỉ làm bong bóng, đi hát hò ca đoàn thôi, chứ Kelly không biết về những cái này. Cho nên vì thế Kelly chỉ có thể kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Và đây là cái việc Kelly luôn nói, nó không riêng một cá nhân nào, nó không thuộc về một cá nhân nào, nó cũng không thuộc về một cái tổ chức nào. Một cái tổ chức phải đứng ra để mà làm thủ tục giấy tờ. Nói thật với các bạn á, giấy tờ nữa là một cái chuyện khác, rất là khủng khiếp và nhức đầu. Kelly nhìn mà Kelly muốn chóng mặt luôn. Giống như hôm qua là chính phủ họ gửi cái contract, là tại vì làm ở cái hội trường trung tâm thị chính thì phải có cái contract, thì họ gửi cho cái contract 28 trang các bạn, 28 trang. Kelly nhìn tới trang thứ hai, Kelly mờ mắt luôn. Kelly quăng qua cho khoa đọc, chứ Kelly đọc không nổi nữa. Đó. Cho nên những cái này Kelly nhìn, Kelly mù tịt luôn. Mà đó là một thứ trong 100 thứ khác. Thì thật sự làm cái chương trình cộng đồng nó rất là nhiều và cần rất là nhiều nhân lực. Cho nên đây là một cái việc của mọi người có thể làm được, và không có một cái cá nhân nào, một cái tổ chức nào có thể làm được nếu không có sự chung tay của tất cả mọi người. Một tổ chức phải đứng ra là tại vì phải đứng mũi chịu sào, phải có tên trên giấy tờ cho nó hợp pháp, rồi làm tất cả mọi thứ nó bài bản theo cái chính phủ requirement thôi. Thì cái đó là phải cần một cái hội đứng ra để mà ký. Thì giống như Kelly phải ký những cái này tại vì đang nhận chức president, thì nghĩa là mình thật sự cái chức đó nó chẳng hay ho gì các bạn. Thật sự là cái chức đó là mình ký để mà có nợ nần hay là có chuyện gì thì nó đổ trên đầu mình thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì hết. Thì một cái tổ chức nó cần phải có một người president. Thì Kelly điếc không sợ súng, có cái mạng cùi này thôi. Thì mình làm president thì mình mang cái tiếng là president thôi, chứ thật sự là cái trách nhiệm. Thì cho nên vì thế cái chương trình này Kelly không bao giờ gọi nó là của mình, tại vì thực sự nó không thuộc về mình và sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nó là cho cộng đồng, nó là công sức của tất cả mọi người trên dưới. Cho nên vì thế Kelly mới kêu gọi rằng là mọi người hãy cùng chung tay
ban tổ chức luôn cần sự đồng hành của tất cả mọi người, cho nên anh chị cứ liên lạc, là tại vì dù cho bây giờ em muốn nhờ em cũng không biết liên lạc các anh chị ở đâu, nhưng mà nếu mà anh chị có xem video này hay là những cái bài post của em thì xin các anh chị giúp cho tụi em, giúp cho các bạn trẻ chúng ta cùng nhau tạo một cái môi trường, một cái điều kiện chúng ta nâng đỡ những con cháu của chúng ta, tại vì con cháu của chúng ta là cái tương lai của cộng đồng mình. Cho nên bây giờ mà chúng ta không tạo cái nền tảng để cho các em thì sau này chúng ta già, chúng ta bệnh rồi không ai dìu dắt các em nữa. Thì Kelly không biết cái cộng đồng Việt Nam chúng ta, cái văn hóa Việt Nam chúng ta nó sẽ như thế nào. Thì có thể là Kelly lo quá xa, nhưng mà Kelly qua cái đại dịch này, qua cái sự ra đi của anh Nhật, thì Kelly mới biết rằng cuộc đời nó quá vô thường, nó quá mỏng manh. Chúa kêu mình về ngày nào cũng không biết. Cho nên còn sống ở đây, còn mở mắt ra thấy được một ngày nữa, thì chúng ta hãy làm cái gì có thể trong khả năng của mình. Và cái niềm vui là mình không có làm một mình, mình làm với nguyên một cộng đồng, mình làm nguyên với một team, thì chúng ta không bao giờ cảm thấy lẻ loi. Thì đó là những lời chia sẻ. Kelly nói chuyện không có khéo, không có hay, cho nên có nói lời gì mà nó quá hay nó không đúng thì xin các anh chị niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Kelly thẳng cho nên nhiều lúc cũng dễ mít lòng lắm, nhưng mà không biết nói sao hơn. Thì còn có 5, còn có 4 ngày nữa thôi thì là tới chương trình Taste Việt Nam rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn thiện nguyện viên như anh Kiệt đây nè. Hôm nay ngày lễ nghỉ không đi chơi mà đến đây phụ lo. Và đây là người Kelly biết, nhìn thấy thôi, chứ còn biết bao nhiêu anh chị em khác đang ở nhà lo chạy đôn chạy đáo cho chương trình. Thì các bạn đã hy sinh rất nhiều. Kelly rất cảm động, rất thương, rất cảm ơn, không diễn tả gì hơn nữa. Nhưng mà những cái sự mệt nhọc, cực khổ và hy sinh của các bạn nó sẽ không uổng phí. Nó tại vì chúng ta làm cho nhau, chúng ta làm cho cộng đồng mình, chúng ta làm cho dân tộc mình, chúng ta làm cho con cháu mình. Thì những cái đó nó đều đáng hết các bạn. Thôi bây giờ Kelly phải chạy đi qua phòng thu âm để mix mấy cái bài hôm qua làm chưa xong. Thì xin chúc tất cả mọi người một ngày an lành nhé. Hôm nay Kelly đi mix chắc cũng khoảng 1 giờ rưỡi 2 giờ Kelly về. Thì các anh chị nào mà có rảnh hôm nay ngày lễ thì biết mọi người có thể đi chơi này nọ, nhưng mà nếu có ai ở nhà không có gì làm mà có thời gian thì xin đến phụ một tay. Hôm nay là ban trang phục sẽ chuẩn bị quần áo cho tất cả mọi người, thì xin các anh chị tới giúp những cái việc nhỏ như là ủi đồ, xếp đồ, sắp đồ, rồi thiêu thùa mai vá. Rồi các anh hôm nay sẽ có tập đánh trống và múa lân nữa, cho nên các bạn nào mà thích đánh trống, thích múa lân thì xin liên lạc với Kelly hoặc tâm ban tổ chức để mà tới tập vợt với nhóm hôm nay. Rồi bây giờ phải đi. Xin chúc các bạn một ngày thật an lành nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ này. Và xin chúc bình an đến nhau. Và hẹn gặp các bạn ở Taste of Vietnam Festival năm 2022 comeback của Taste Vietnam. Và xin cầu nguyện, xin Chúa ban muôn ân lành cho tất cả thiện nguyện viên, các anh chị đồng hành cùng chương trình được sức khỏe. Ai bị khan tiếng thì sẽ khỏe tiếng để mà hát cho chương trình. Ai mà có điều gì khó khăn trở ngại không đi được thì Chúa sẽ sắp xếp sau đó cho các anh chị có thể đến tham dự được. Rồi em xin chào nhé. Rồi hai đứa con nó la kìa, bây giờ phải đi cho nó ăn rồi chạy. Rồi xin chào các bạn. Tại cái chỗ này là Bouncy Castle. Chỗ này gian hàng bí khắc khe, các bạn thấy không? Mỗi người một bàn tay. Những
họ đã hy sinh cả tuần chuẩn bị đồ ăn, sắp xếp. Và xong rồi 3 ngày liên tục là ngủ có 1, 2, 3 tiếng thôi. Về nhà chân đau, bụng đói, mệt mỏi. Và đây là ba của Kelly. Những người còn ở lại. Và ba Kelly, ba cùng con gái từ đầu cho tới cuối. Các bạn thấy nguyên cái quá trình mà ba đã làm. Thì đó. Ba bác ga gác là ở đây nó dọn hết rồi ba chị. Mình không dọn hả? Dạ, bây giờ đồ gì con cần phải chở qua ba. Trời ơi, tại sao mà áo lụng có lỗ vậy ba? Hả? Cái này là của mình, cái này của chị Cindy. Hả? Dạ, ba thấy đồ của mình hết chưa? Hả? Không, này gác ba. Hết rồi, hết rồi. Còn mấy cái sắt của mình là đủ hết rồi đúng không? Bà chết. Bây giờ bà ở chiến trường này con không biết làm sao giải quyết nữa ba. Trời đất ơi. Dạ, sao? Thì chất kho thôi chứ sao? Chỗ đâu để ba? Ủa cái mai tháo đồ ra hết rồi. Cái mai tháo ra hết rồi. Cái mai nó sẽ đem về, tại vì nó bỏ nó chặt nhiều tiền. Cái này mình cắt cây nhỏ nhỏ được không ba? Cắt cây nhỏ nhỏ được không chứ bây giờ để đâu? Ba có dao không? Nó đâm hết những cái đồ kia. Cẩn thận ba ơi. Người lạ ơi. Thôi đi về đi nha. Cảm ơn chị nhiều. Sao lại có mướn người ta ẩn lâu không? Phải mướn là tại vì em không muốn mọi người kiệt sức. Cho nên bây giờ tới giờ này là mọi người đuối rồi. Cho nên em có thuê hai ông này ông phụ dọn về nhà. Chỉ là giờ không biết này chứa ở đâu nữa. Nhìn nó khủng khiếp em trong mặt luôn. Thôi chị về trước đi, lo cho Bonnie. Không sao đâu, nếu mà anh lấu về nhà Kelly mình ẩn phụ anh lấu. Đương nhiên là không. Thôi về nhà đi. Cảm ơn chị nha. Bình nước của chị em để đâu rồi? Không à, thật sự mấy bạn này là Kelly không biết các bạn. Nghĩa là làm chương trình rồi kêu gọi rồi mới quen biết nhau. Chứ thật sự các bạn này hồi nào giờ không có dịp để gặp mà cũng không biết. Để con bỏ đi. Sao ăn đi gói mà đâu có tự nữa. Ăn thì tối về mình ăn cho. Nhưng mà còn 3 cái là nó nổi tình bột. Mình chờ đợi. Ăn được, ngon mà. Để mình mang về ăn cho. Ủa, được thôi mà. Ăn cho nó lẹ cho nó hết. Tại vì em về nhà. Tại vì em cần bỏ đi nha. Có chút bao bao tự không? Chị gói rất là ngon các bạn. Chị ăn không? Không, mình ok. Thôi chị về trước đi. Thì nguyên viên nhỏ xíu nhất của chúng ta vẫn còn ở đây. Không về trước thì tại em còn những bạn ở đây mà. Thì đó, chị đi trước đi. Rồi còn cháo sao? Cháo rồi mình mang vào không? Cháo mua mấy hũ để ngồi thôi. Ok, nếu mà được thì cho ăn hũ không? Ờ, cảm ơn lắm rồi. Đợi đi mình đợi. Ngon quá các bạn. Đây là cái gọi là tô mì tình thương. Đây bao nhiêu thì Nguyên Viên bỏ tình thương vô đây để làm. Ba ngày hôm nay á sống trên mì gói. Nhưng mà nhờ vậy mà ốm bớt các bạn. Nguyên nó khô bớt đó. Sau thì mập lên cả 12kg. Còn mấy mì gói tội quá em biển. Trời ơi. Ai ăn mì gói phụi nó luôn. Ăn mì gói nó nè. Không hỏi gì vậy. Em nói bữa nay nó nổi. Nó nổi tiếng như thần này nè. Được tới 100,000+ người like. Hồi nãy có CBC tới đó, hy vọng rằng họ có thể hồi nãy mình đã bring the awareness thêm cho cái chống tị nạn. Ngỡ mình đi ra mình nói chuyện á. Ừ. Khoan đó rồi. Ai
về trước nha. Bye bye Kim Anh. Kim Anh, ôi chị. Ở bên xe hay sao? Ờ, mọi người cùng làm mà đi, không có gì. Chị đi xong rồi, chị sẽ... Ừ. Ok, chị đi Việt Nam đúng không? Em cũng muốn đi như này rồi bạn không chị. Nói khoan đi chị, để ở nhà em còn order cho Đào. Ok chị. Chị nếu mà về Việt Nam á, mà cần đồ á, ở nhà em đã dặn nhà người nhà em có rất là nhiều quần áo cho các em bé. Nếu mà chị tiện thì cứ ghé lấy ở bảo lãnh. Dạ. Vậy thì ok, thì cho em chỗ phương nói rồi em tại vì em nhắn về nhà gom rất là nhiều đồ. Trời, nợ tiền không nợ chứ nợ tình đỏ quá. Này là tình chết. Nợ tình chết luôn á. Các bạn ơi, thương các tình nguyện viên lắm các bạn. Nhiều lúc sau đi kể á, kể chuyện hay biết chuyện á, nó dài, story of the day nó dài quá, nên thôi thì phải quay lại để làm bằng chứng tình yêu là cộng đồng chúng ta nó thật có chuyện. Kelly lớn lên ở đây từ bé, Kelly chưa bao giờ cảm giác cái cảm giác này đâu, nhưng mà trong vòng khoảng từ năm 2009 mà Kelly trở về cộng đồng và tham gia những sinh hoạt thì thật sự là mình mới rất là proud là mình là người Việt. Và mình rất là thương những anh chị em cùng dòng máu với mình. Sau từ đó nó mở rộng ra, mình lại quen được những anh chị em ở nước khác là tình nhân loại. Cho nên vì thế làm chương trình không sợ mệt mà cảm thấy rất là hạnh phúc. Cho nên Kiều, chị đi lễ, chị nhớ cầu nguyện thêm cho tụi em nha, bữa nay trốn lễ. Tuần sau đi xin tội chứ không có cách nào, cho nên chị Kiều đi lễ nhớ cầu nguyện thêm cho tụi em. Ủa? Ủa vậy? Ông không vô hả? Tội nghiệp không? Ừ. Em về chứ, em về trước đi vậy? Không rồi. Đây chị chờ cho cái bên nè. Không phải gì. Chị xin đi. Không. Lấy gì? Chị mang về cho. Đây chị thật sự phải ngồi chờ. Chị đi ăn. Hả? Đi ăn. Hi everyone. Mến chào các bạn. Còn có 3 ngày nữa thôi là tới hội chợ Tết Taste of Sea rồi. Thì hiện giờ Kelly đang ở nhà của ba. Thì các bạn biết rằng qua những cái post của Kelly thì ba Kelly phụ trách về phần trang trí. Thì hồi nào tới giờ những lúc mà Kelly làm những cái chương trình thì ba luôn đồng hành và giúp con gái làm những cái đồ trang trí mà các bạn thấy khi đi những cái sự kiện festival hoặc là gala của Benefit for Kids hoặc là Outside Canada. Thì hiện giờ ba đang làm gần xong những cái pháo. Thì bữa trước có livestream cách ba làm pháo. Thì ở đây mua pháo to như thế này không có, và dù cho có rất là mắc, cho nên cái này là cái pháo DIY, do it yourself, tự chế của ba. Thì bữa trước các bạn có thấy là ba có làm bằng cái ống giấy á. Ở hãng của ba làm thì có những cái ống giấy, rồi về ba cắt ra và làm đủ thứ hết. Ba của Kelly là người thích tìm tòi học hỏi và làm những cái gì thủ công, cho nên trong nhà là điện nước, bàn ghế hay là sửa chữa cái gì là ba đều làm hết. Cho nên Kelly rất may mắn là ba của Kelly rất là talented và artistic. Thì hiện nay ba đang làm cũng gần cả 100 cái pháo này nè các bạn. Và cái này là làm từng cái mỗi tối đi làm ở hãng về. Thì ba ngồi, ba coi đài, rồi ba làm từng cái một. Và các bạn thấy rằng những cái mà ba làm á,
nó không phải chỉ là làm cho có. Curly á thì dạng mì ăn liền, Curly chỉ muốn xong thôi, gọn lẹ. Nhưng mà tánh của ba thì rất là kỹ, ba làm tới đâu là gọn gàng tới đó. Và khi ba làm một bước á, thì ba nghĩ luôn hai bước kế tiếp cho cái người kế tiếp, để cho người ta đỡ mất công. Thì ba luôn chỉ bảo Curly rằng là mình làm mình nghĩ tới người sau cả, chứ không phải chỉ riêng cho mình. Nhiều lúc mình lười biếng, mình nghĩ cho mình mà ngược lại nó cực và nó khó khăn cho người khác thì cái đó không nên. Cho nên tánh của ba của Curly thì rất là nói tóm lại, ai mà quen biết ba đều thấy ba rất là đáng mến. Cho nên Curly tự hào về ba lắm, cho nên khen sẽ không bao giờ hết đâu các bạn. Nhưng mà trở lại với vấn đề là ba đang làm xong cả trăm cái pháo này nè, thì khi mà treo lên dây các bạn tưởng tượng là nó còn bự hơn Curly nữa. Thì Curly sẽ cho các bạn coi cái tác phẩm mà ba đang chuẩn bị ha. Thì thứ sáu này ba nghỉ làm, ba làm hãng, nhưng mà ba nói rằng con gái ba làm thì ba không bỏ rơi được, cho nên ba sẽ đồng hành và giúp cho con gái. Thì vì thế thứ sáu này đáng lẽ là ba đi làm, nhưng mà ba xin nghỉ. Thì đương nhiên khi nghỉ thì không có tiền, cho nên ba hy sinh không phải về sức khỏe, về công sức, mà ba còn hy sinh về tài chánh nữa. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng khi mà làm những cái chương trình này, hoặc là những cái sinh hoạt mà Curly tham gia, thì Curly rất may mắn là được sự đồng hành của gia đình. Hai đứa em của Curly nó cứ than là chị bày thì người thân bên cạnh khổ thôi. Thì quả thật là mỗi lần mà Curly bày làm cái gì thì kéo cả nhà cùng làm. Nhưng mà Curly mong rằng những cái này là những cái kỷ niệm sẽ đẹp, và sau này sẽ nhớ lại những cái sinh hoạt chúng ta có nhau. Đương nhiên gia đình chúng ta, mỗi người ai cũng có gia đình, thì gia đình mình làm cho gia đình mình thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu mà gia đình mình cùng làm cho cộng đồng, gia đình mình cùng chung tay góp sức giúp cho cái gì không phải là riêng của mình, thì nếu mà mỗi gia đình đều làm được như thế thì các vị nghĩ cộng đồng và xã hội này sẽ rất là tuyệt vời. Cho nên Curly rất là may mắn là trong những cái đam mê của Curly thì có luôn ba mẹ và hai đứa em ủng hộ. Thì cho nên hôm nay thì chuẩn bị xong pháo. Thứ sáu tuần này là còn có 3 ngày nữa thôi các bạn. Curly nhiều lúc Curly cũng hơi bị sốc là thời gian qua quá là lẹ đi. Không ngờ nó đến quá nhanh, và thật sự lần này rất là áp lực và rất là hồi hộp. Áp lực còn hơn Taste Việt Nam nữa các bạn. Tại vì Taste Việt Nam Festival dù gì nữa cũng ở trong cộng đồng Việt Nam của mình. Nhưng mà lần này giống như là chúng ta là chủ nhà hội chợ Tết Taste of Sea, chúng ta là chủ nhà, người Việt chúng ta là chủ nhà, mà chúng ta mời những cộng đồng khác đến tham dự. Và những cộng đồng này hồi nào giờ Curly chưa bao giờ biết. Có cộng đồng Pakistan nè, India nè, Malaysia nè, Thái Lan nè, người Hoa nè, người nhiều nước khác lắm. Cho nên thật sự lần này giống như là mình cảm giác như là đang tổ chức, và cái hội chợ này Việt Nam của chúng ta nó giống như là một cái nhà Việt Nam mà chúng ta đang mời khách nước khác tới. Cho nên thật sự không riêng gì Curly mà cả ban tổ chức thật sự là không ngủ được và không bớt phần hồi hộp các bạn. Cho nên cái hội chợ Tết Taste of Sea diễn ra thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần này thì thật sự nó là một cái thử thách. Và Curly luôn nói rằng là chúng ta làm hết sức có thể và mọi sự đều phó thác trong tay Chúa thôi, chứ không biết làm sao mà nó có thể vượt qua được nếu không có được Chúa đồng hành. Cho nên các bạn mấy hôm nay bị stress out, các bạn hơi bị đuối sức là tại vì chuẩn bị rất là nhiều. Thì Curly luôn nói rằng cứ cầu nguyện đi,
Chúa luôn đồng hành và Chúa sẽ không bỏ rơi mình. Thì Kelly chỉ nói rằng, thật sự với các bạn rằng là mệt lắm các bạn. Kelly lại làm cái công việc dễ nhất đó, mà Kelly còn thấy Kelly cũng hơi hơi quải rồi, huống chi các anh chị khác mà đang làm cực lực. Thì Kelly cảm nhận được và cảm thông được cái sự khó khăn và cái sự hy sinh của họ. Cho nên Kelly chỉ biết cầu nguyện và biết góp sức nhỏ bé của mình nơi nào có thể để đồng hành cùng các anh chị em trong ban tổ chức thôi. Chứ cũng thật sự là quá cảm động với cái sức của mọi người và cái tinh thần của mọi người các bạn. Kelly, các bạn nào mà có thời gian, Kelly mời gọi các bạn tham gia ban tổ chức, tham gia trong một cái team mà tổ chức những sự kiện này. Đây là cái nhu cầu trong cái thành phố hoặc là trong cái cộng đồng chúng ta ở. Tại vì đối với người Việt mình á, thì mình không có quen về tổ chức sự kiện. Nhưng mà đối với người nước ngoài thì cái này là chuyện rất là bình thường. Cho nên tổ chức sự kiện, tổ chức lễ hội, giống như là Taste Việt Nam cũng là một cái lễ hội về văn hóa và ẩm thực. Taste of Sea là Taste of Southeast Asia, hội chợ Tết cũng là văn hóa và ẩm thực. Cho nên vì thế những cái festival này nó là một cái món ăn tinh thần trong cộng đồng. Mà hồi nào giờ như các bạn biết rằng là người Việt mình không có thói quen để mà tổ chức những cái festival. Chúng ta tổ chức những cái văn nghệ, những cái concert thì có, nhưng mà cái gì mà về chuyên làm về đồ ăn, văn hóa rồi làm về một cái festival, các vị không biết nói tiếng Việt cái chữ festival là gì. Nhưng mà đây là một món ăn tinh thần. Cho nên cái này là một con đường dài, mà một cái ước mơ đi xa, đi dài và mang cái tình thương cộng đồng, cái tình hợp nhất, đoàn kết, sức mạnh của một cái dân tộc Việt Nam đi chia sẻ những cái văn hóa, những cái gì hay, truyền thống, tinh thần, sức lực, rồi khéo tay, rồi nó tóm lại là cái gì của người Việt Nam mình, Kelly cũng thấy rất là đẹp và Kelly rất hãnh diện và muốn chia sẻ đó cho các bạn trên thế giới. Cho nên mỗi lần mà làm những cái chương trình festival như là Taste of Việt Nam hay là Taste of Southeast Asia, Kelly hãnh diện lắm, hãnh diện show off cộng đồng của mình. Những cái gì đẹp là thích show cho những nước khác người ta thấy. Và quả thật khi mà người ta tới, người ta rất là khen. Giống như là Taste of Việt Nam, cái trong trống thôi, các bạn thấy những cái hình ảnh của Taste of Việt Nam, cái trong trống mà ba và các thiện nguyện viên làm, nó là nhìn nó đơn giản nhưng mà nó không đơn giản các bạn. Bao nhiêu công sức của tất cả những người âm thầm ở đằng sau làm cái đó. Nhưng mà khi những người khách họ tới, họ tham dự cái festival, họ chụp tấm, họ nghĩa là người nào mà đến cái Taste of Việt Nam đều chụp cái trong trống hết trơn á. Kelly chỉ cho một cái ví dụ đơn giản thôi. Cho nên ở đây người ta rất thích. Hiện giờ là cái phong trào selfie nè, chụp hình rồi blogger rất là nhiều. Cho nên họ thích đi những cái sự kiện festival để mà họ trải nghiệm, họ review, họ chụp ảnh nơi này nọ. Cho nên cái vấn đề mà tổ chức sự kiện festival, nó là một cái nhu cầu, một món ăn tinh thần trong cái cộng đồng không riêng gì Việt Nam. Cho nên vì thế cái Taste of Southeast Asia hội chợ Tết cuối tuần này thì thật sự rất nôn và rất vui là chào đón các nước khác. Và những nước khác không phải là họ tới họ tham dự, họ tới họ dự thôi, nhưng mà những nước khác họ cũng là vendor trong đó, họ cũng sẽ bán đồ ăn của họ, họ bán trang phục của họ, họ bán những cái gì mà họ chia sẻ những cái đẹp của văn hóa của họ. Cho nên cái hội chợ Tết Taste of Southeast Asia lần này Kelly thấy vui lắm các bạn. Hồi hộp, áp lực thì đương nhiên có rồi, nhưng mà cái vui là được cùng đoàn kết chung tay với bao nhiêu cộng đồng khác. Không phải chỉ là mừng Lunar New Year, nhưng mà các bạn biết trong những chương trình mà hội Better Future for Kids và Outside Canada làm đều mang một cái sứ mệnh là chống tệ nạn buôn người
và lạm dụng tình dục trẻ em các bạn. Kelly lặp lại, tệ nạn buôn người. Tệ nạn buôn người nó xảy ra nguyên cái Đông Nam Á. Tại vì khi mà làm test Việt Nam á, ban tổ chức trở thành tiếng nói chống tệ nạn buôn người, nhưng mà không ngưng được, mà tại vì họ buôn người, họ không buôn ở trong Việt Nam, họ buôn qua những nước khác. Trẻ em phụ nữ Việt Nam của chúng ta nói riêng và những trẻ em phụ nữ của những nước khác nói chung bị bán qua những cái nước lân cận, và bán đâu phải là chỉ làm nô lệ về sức lực đâu các bạn, cái này là nô lệ về tình dục, bán thận, bán về nội tạng. Đó là một cái tệ nạn mà đang xảy ra bây giờ, và không phải chỉ ở Việt Nam, bây giờ nó đang xảy ra ở Canada. Ngay thành phố của chúng ta ở, tệ nạn buôn người có ở thành phố của chúng ta ở. Và hôm nay rất là vui là cảnh sát Toronto Police Services sẽ đến tham dự. Ba! Chào ba về. Làm mệt không ba? Em mà lấy gì lấy thuốc thôi đấy con. Lấy gì? Lấy thuốc uống. Thuốc hả? À. Nghĩa là ba đi lấy thuốc uống hay là ba bị gì? Thì đi bác sĩ khám, nó cho thuốc á, nó kêu ra là phải đi đây lấy nè. Ba đi được không? Được. À, ok. Đi giúp ba về liền. Ba ăn gì chưa? Chưa. À. Đó là ba của Kelly. Các bạn thấy đó, ba đi làm. Thì mỗi ngày ba đi làm về á, thì ba sẽ làm những cái này nè các bạn. 2 tháng trời. Thì các bạn tới dự cái hội chợ Tết thì các bạn sẽ thấy những cái này là những cái pháo thôi. Nhưng mà nói thật với các bạn á, những cái trang trí mà các bạn thấy là đích thân ba của Kelly. Mỗi đêm ba đi làm về thì ngoài nghỉ ngơi, tại vì ba cũng có tuổi thì ba ngồi ba làm khuya để cho kịp, mà một mình ba ngồi ba làm thì thì hồi nãy cái người mà các bạn thấy là ba của Kelly. Sorry các bạn, đợi tí xíu nhé. Ok. Đúng rồi, hồi nãy Kelly. Cho nên rất vui là hôm nay được lời nhận của Toronto Police Services là cảnh sát ở đây á. Cái tệ nạn buôn người nó không phải chỉ là người dân như chúng ta có thể ngăn ngừa được các bạn. Nó cần tới chính phủ, nó cần tới những công an, cảnh sát để mà can thiệp vào. Và tại vì khi mà người ta buôn người là người ta buôn lậu. Người ta đi vô những cái cửa khẩu, người ta vô bằng lái xe, người ta chôn chui, người ta buôn người, chứ không phải là người ta công khai đi bằng máy bay hay phi trường. Và có những trường hợp họ buôn người qua phi trường hoặc những cái phương tiện mà di chuyển đi nơi này nơi nọ. Cho nên ban tổ chức hôm nay đã nhận được lời của Toronto Police Services là department chuyên lo về cái tệ nạn buôn người. Thì Toronto Police Services cảnh sát sẽ có mặt ở chương trình của Taste Việt Nam. Thứ nhất là để tham dự ủng hộ cho chương trình Taste of Southeast Asia, nhưng mà cũng là sẽ có một cái buổi awareness, nói chuyện để cho người ta biết, cho khán giả biết, cho mọi người biết về cái tệ nạn này nó đang xảy ra ở thành phố mà Kelly hoặc là ai ở Toronto đang ở. Cho nên cái sứ mệnh mà lên tiếng nói chống tệ nạn buôn người thì thật sự Kelly đã tham gia từ năm 2009 rồi, năm đầu tiên mà về Việt Nam được gặp Linh Mục Nguyễn Bá Thông. Thì cha Thông là người sáng lập ra nhóm Một Thân Hình, One Body Village, chuyên chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Thì từ năm 2009, chứ không phải năm 2019, năm 2009 là Kelly đã biết về cái tệ nạn này, và Kelly đã advocate, trở thành tiếng nói từ lần đó. Thì cách đây cũng là hơn cả chục năm rồi các bạn. Và nguyên một cái chặng đường trở thành tiếng nói, những ngày đầu không dễ dàng các bạn. Những ngày đầu là Kelly đi cùng với cha Thông đi những cái undercover mission trip, đi qua Thái Lan, đi về Việt Nam, để mà biết những cái hoạt động
của tệ nạn buôn người thì nói thật với các bạn, nó là một cái ám ảnh. Nhiều lúc Kelly còn giật mình vào buổi tối nhớ lại những cái chuyến đi đó. Thì bây giờ Kelly không còn cái sức mạnh để mà chịu đựng khi đi những cái undercover mission trip để thấy những cái đó nữa. Kelly chỉ có thể là tiếng nói, Kelly chỉ có thể làm những cái chương trình sinh hoạt hay là những cái awareness để biết về cái tệ nạn này thôi. Chứ đi với cha thì thật sự Kelly không còn. Mỗi lần đi là về Kelly bị depressed cả mấy tháng trời các bạn. Là tại vì nó quá khủng khiếp. Mình, các bạn có thể nghe Kelly kể cái này thì không có ăn phê gì đâu, không cảm nhận được. Và tại vì cái chuyện này nó nghe nó quá xa vời. Đặc biệt chúng ta đang sống một đất nước an lành, chúng ta không thấy nó là một cái đe dọa. Nhưng mà tệ nạn buôn người nó có các bạn, và nó đang xảy ra ở thành phố Toronto. Và buôn người á, nó không phải là người ta bắt cóc mình, cái đó thì quá lộ liễu rồi. Bây giờ là nó tinh vi hơn, nó dùng truyền thông, và những nạn nhân mà nguy hiểm nhất là con cháu của chúng ta. Con em của chúng ta 6, 7, 3, 4 tuổi là thấy xài iPad. Thậm chí có những em mới có 8, 9 tuổi là có Instagram, có Facebook rồi. Và những cái người buôn người này họ rất là tinh vi. Họ dụ dỗ, họ đầu tư thời gian để mà tạo cái niềm tin cho những con em của mình. Có thể già như Kelly thì không ai dụ được nữa rồi. Nhưng mà những đứa trẻ chúng ta bên đây thật sự nó quá hiền và quá ngây thơ. Cho nên vì thế các em được phụ huynh ôm ấp, bảo vệ, cho nên các em không biết về những cái tệ nạn này. Nhưng mà thật sự nó xảy ra hàng ngày các bạn. Các em mà lên mạng, vô những cái trang web, dùng internet thì không tránh được những cái này. Tại nó xảy ra rất là nhiều và nó quá phổ biến. Cho nên vì thế nếu mà chúng ta không lên tiếng nói, chúng ta không làm gì để ngăn ngừa cái tệ nạn này, thì có thể cái người nạn nhân kế tiếp là con của các bạn. Và mình, riêng Kelly không muốn nhìn thấy trẻ em trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người nữa. Cho nên những cái nước mà không có tiếng nói thì thật sự là Kelly lực bất đồng tâm. Nhưng mà những nơi như Kelly đang ở là Canada, Kelly có tiếng nói được. Và hy vọng rằng tiếng nói của Kelly cũng có người nghe. Và họ nghe rồi họ sẽ tìm hiểu, họ sẽ cùng chung tay, họ thấy được cái tầm quan trọng này và họ cũng sẽ trở thành tiếng nói. Và họ tiếng nói cho những người họ biết, và những người họ biết cũng sẽ biết về tệ nạn này, và những người bạn họ biết cũng sẽ trở thành tiếng nói luôn. Thì dần dần cái việc mà nó trong bóng tối nó sẽ được phô bày ra ánh sáng, và nó sẽ giúp cho con em của chúng ta ngăn ngừa được trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Cho nên các bạn thấy rằng từ năm 2009 cho tới giờ, nó không phải là một đoạn đường ngắn, nó là một cái kiên trì mà Kelly vững lòng đi. Là tại vì những trẻ em mà Kelly đã gặp thì Kelly không thể nào mà làm lơ như mình chưa biết. Và khi biết rồi thì mình sẽ làm hết sức có thể trong khả năng của mình. Thì các bạn cứ coi như giống như là như các phụ huynh có con đi. Cha mẹ thương yêu con như thế nào, muốn bảo vệ con mình, muốn làm mọi sự cho con mình, thì cũng giống như Kelly. Kelly không sanh con được, Kelly không có con của mình được, thì Kelly đi lo cho những đứa con mà không có người lo, hoặc là bị ba mẹ bỏ rơi. Và những trẻ em đó rất là nhiều các bạn. Cho nên sắp tới khi mà Kelly sau hội chợ Tết, thì Kelly sẽ đi về mission trip sau 3 năm. Thì Kelly sẽ đi thăm những trẻ em ở vùng sâu vùng xa, những trẻ em mà ở gần biên giới giáp những nước này nước khác, giống như nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, mà đang trong cái tình trạng nguy hiểm, sẽ có thể trở thành nạn nhân của tệ nạn buôn người. Thì Kelly với các anh chị trong hội đi thăm những nơi đó để giúp cho các em. Thì hội chợ Tết sắp tới đây là để ngoài vấn đề là vui xuân, chào đón Tết, nhưng mà cũng là chương trình gây quỹ, và đặc biệt quan trọng hơn là tiếng nói chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em ở những nước Đông Nam Á, và đặc biệt
Việt Nam chúng ta nói riêng và thành phố Toronto mà Kelly đang ở nói chung. Cho nên còn có 3 ngày nữa thôi các bạn. Thì Kelly phải nói rằng tất cả những anh chị trong ban tổ chức, các thiện nguyện viên, các quý ân nhân đồng hành cách này cách kia, các người khách đến mua vé đến ủng hộ, tất cả người nào mà có ít nhiều gì đó đồng hành và giúp cho cái chương trình Hội Chợ Tết HSFC này, thì mọi người đã làm hết sức rồi. Mọi người đã làm vì tình yêu thương cho cộng đồng, cho mục đích chung, cho trẻ em. Cho nên mong rằng cái tình thương đó nó có thể trở thành tiếng nói rất mạnh và rất xa, đi xa để đi đến những người mà chưa biết về cái tệ nạn này, để họ có thể biết và biết để làm gì, biết để giúp trở thành tiếng nói cho những trẻ em không nói được, biết để giúp cho con em của họ, cho con của họ, cho cháu của họ biết, để các em không trở thành nạn nhân. Vì thế nói dở, Kelly biết cái đề tài để tệ nạn này thì không phải là vui vẻ gì, cũng không nhiều người muốn quan tâm hoặc là muốn biết. Nhưng mà ngày nào mà Kelly còn nói được thì Kelly sẽ vẫn là tiếng nói chống tệ nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Cho nên ngày hôm nay nhiều việc vui lắm các bạn. Điều đầu tiên là được cái sự chấp nhận của Toronto Police Service sẽ đến đồng hành. Hồi nãy giờ thì mời lâu lắm rồi các bạn, tại vì những cái chương trình mà chống tệ nạn buôn người này thì lúc nào cũng mong có những thành viên của chính phủ hoặc là cảnh sát can thiệp, thì thật sự là mời cũng không có dễ. Nhưng mà lần này thì họ chấp nhận, họ đến. Cho nên đó là một cái điều khích lệ rất lớn, để biết rằng chính phủ và cảnh sát cũng đồng hành cùng cái lý tưởng này. Còn ngoài ra thì các anh chị trong ban tổ chức là tội nghiệp lắm, nhiều việc phải lo, cho nên đây da, tắt đèn rồi. Nhiều việc phải lo nên có những anh chị trong ban tổ chức phải xin nghỉ làm, rồi có người đang làm mà không tập trung lo việc của Hội Chợ Tết, rồi anh chị lo về trang trí, lo về sân khấu, trời ơi, nó cả cái chục thứ để mà lo các bạn. Và mỗi người đều có một cái bộ phận, có cái bộ phận sân khấu, rồi bộ phận trang trí, rồi bộ phận đồ ăn, thức ăn này nọ nữa. Cho nên nhiều cái nhóm lắm. Bây giờ mà các bạn mà nhìn cái group chat mà của Kelly trong Messenger chóng mặt luôn á, hình như là cả 20 mấy group ca sĩ, group trang trí, group thiết kế, group sân khấu, group vendor, group chuẩn bị, nghĩa là cả chục cái group. Cho nên thật sự tuy là nhiều việc nhưng mà rất là vui các bạn. Và dù cho làm các anh chị em trong ban tổ chức và các thiện nguyện viên làm không lương, nhưng mà thật sự cái niềm vui này á, nó thật với các bạn, dù cho có tiền cũng không thể thuê được, dù cho có tiền cũng không thể mướn được, chỉ có tình yêu thương, tình hợp nhất và compassion và love mới có thể làm được thôi. Chứ nói thật với các bạn á, nhiều lúc Kelly nghĩ rằng cái tinh thần yêu thương của người Việt mình nó quá hay, quá đậm tình nghĩa, giàu lòng tình thương. Cho nên Kelly làm việc chung với các anh chị trong cộng đồng nói riêng và các nước khác nói chung, tại lần này là sự hợp tác của tất cả các nước mà, mỗi community. Cho nên làm việc với mọi người thấy rất là vui và mọi người đều giang tay lên. Họ cảm giác như là cái festival này là của mình, riêng mình. Họ làm hết sức. Cho nên thật sự là rất là hạnh phúc các bạn. Và chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Không, bây giờ là hết nửa ngày rồi, còn có 2 ngày rưỡi nữa thôi là tới chương trình rồi. Cho nên thật sự cần rất là nhiều lời cầu nguyện của quý cụ ông bà các anh chị. Các anh chị nào
có thể được thì thêm lời cầu nguyện cho ban tổ chức, cho tất cả người đang đồng hành, cho tất cả thiện nguyện viên. Bây giờ là đang mùa đông cho nên người bị đau, bị ốm, rồi bị ho, bị sổ mũi tùm lum hết các bạn, thì cầu xin cho tất cả mọi người đều bình an và có sức khỏe để cùng nhau làm một cái sự kiện, một trong những sự kiện rất là đặc biệt và rất cần thiết của cái văn hóa Á Đông của chúng ta, đó là Tết, một cái bắt đầu mới, một cái niềm vui mới, một cái niềm hân hoan bước vào một cái tương lai. Cho nên xin quý cụ bà và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho nhóm nhé, và xin đến cùng chung vui với mọi người để chúng ta mang đến cho nhau những tình yêu thương, và chúng ta đến, chúng ta có được cái cảm giác không khí Tết ở nơi xứ người, và quan trọng là chúng ta đến với nhau trong tình yêu thương để cuộc đời này nó bớt buồn tủi, bớt đi những cái xấu xa, những cái gì thì cũng có cái tốt cái xấu, nhưng mà nếu mà mình gần đèn thì sáng thì nó sẽ bớt, gần mực thì đen đó. Rồi bây giờ Kelly cho các bạn xem ba Kelly đang làm nha. Đây là cái văn phòng của ba, các bạn thấy nó khủng khiếp chưa, đồ nghề nè đó. Ba Kelly là Mr. Handyman đó, máy móc như vậy. Tiếc rằng là Kelly không được cái tài hoa của ba, chứ nếu mà Kelly được phân nửa hay là một phần tư như ba mà có đủ đồ nghề gì chắc làm được rất là nhiều thứ, nhưng mà mình thì dở lắm cho nên không làm được, chỉ bày thôi à. Rồi đây, ba đang làm cái cọng dây này các bạn, làm cái pháo đó. Thì tất cả những gì ba làm đều là tự chế, tìm tòi, tự làm. Mà làm xong á, là hồi nãy Kelly nói là ba làm một bước, ba nghĩ cho hai bước kế tiếp. Các bạn thấy đó, ba cắt đồ ra ba cũng chừa lại để sau này có cần thì dùng. Cho nên ba rất là efficient. Chỉ có cái một cái hư á là ba hút thuốc rất là nhiều thôi. Nghĩa là ba Kelly cái gì cũng tuyệt vời hết, chỉ trừ cái là hút thuốc. Thì cái đó cái sở thích của ba thì nói hoài ba không nghe. Đó, pháo chuẩn bị làm nè, đây là một mớ nữa. Đó. Thì một chút chia sẻ với các bạn. Hiện giờ thì mọi người đang nao núc đó chào đón Tết. Tết năm nay là ngày 22 tháng 1, là tuần sau nữa các bạn. Cho nên Taste of Sea, hội chợ Tết Taste of Sea là ăn mừng Tết trước một tuần. Trước Tết một tuần và vui mừng, chung mừng 3 ngày luôn. Mày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thì Kelly có post những cái poster về thông tin mua vé, địa điểm, giờ giấc ở trên Facebook của Kelly. Hoặc là các bạn có thể theo dõi cái Facebook page của ban tổ chức Tastes of Sea trên Facebook hoặc là Instagram, thì có thể theo dõi những thông tin nhé. Và xin chúc mọi người một ngày an lành, và rất là hẹn gặp tất cả mọi người ở Taste of Sea hội chợ Tết để chúng ta cùng ăn mừng với nhau và cùng mang cho nhau những niềm vui, lời chúc tốt đẹp và tình yêu thương cho mùa Tết này, bước vào một năm mới không còn Covid. Làm ơn đừng có còn Covid nữa. Còn thì còn, nhưng mà chúng ta sẽ khắc phục và chúng ta sẽ sống với nó, chứ chúng ta không bị nó đe dọa, chúng ta sẽ không bị nó làm cho chúng ta bị depressed, không bị cho nó uy hiếp chúng ta không được sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Thì chúng ta luôn cầu nguyện và nhớ nhau qua lời cầu nguyện nhé. Rồi, xin chào các bạn, giờ phải đi công việc, hẹn gặp các bạn trong những video khác. Còn một điều nữa là ban tổ chức luôn kêu gọi và cần sự đồng hành của các bạn thiện nguyện viên. Cho nên nếu mà quý anh chị, cô chú, các bác, các em có thời gian thì có thể giúp. Hiện giờ là đang cần là gắn hoa mai trên cái cành cây, rồi sơn những cái hoa mai mà ba Kelly đang làm trang trí, rồi gắn bao lì xì vô cái cây, rồi trang trí nón lá, rồi cần những người
mặc áo dài, đồ dân tộc, 54 dân tộc Việt Nam của chúng ta để diễn hành. Cho nên rất là nhiều việc để làm, và những việc đó mỗi người đều có thể làm được. Cho nên các bạn nào mà muốn làm thiện nguyện viên thì Kelly sẽ để cái đường link để mà mình đăng ký với ban tổ chức, để mà mình cùng chung tay, xăng tay lên để cùng nhau làm một cái lễ hội thật vui cho cộng đồng nhé. Rồi xin chào các bạn, bye bye. Xin mời quý vị xem video số 6. Họ tiếp tục quấy rối sau sự kiện.